Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 501. Mộc Tuyết Tình là học viên thiên tài của Thiên Vũ Học Viện. Năm nay chỉ có 18 tuổi, tự nhiên đạt được ích huyệt cảnh, mở ra hơn 10 chỗ huyệt vị. Ở Thiên Vũ Học Viện, nàng cũng nắm giữ danh tiếng rất lớn. Dựa theo đạo lý, nàng chắc hẳn là phong cảnh vô hạn, đầy cao hứng mới phải. Mà bây giờ nàng lại buồn bã không vui, vẻ mặt phiền muộn. Bởi vì lão sư giảng bài cho nàng đã rời khỏi học viện, không lại hướng dẫn lên lớp nữa. Lão sư mới không được tuyển dụng qua, các nàng hiện tại lại giống như binh sĩ đi dạo, dũng khí tan ra, không ai để ý tới. Nàng duỗi người, lộ ra đường cong cao ngạo kiều mị khiến người ta điên cuồng. Học tỷ. Đúng lúc này một thiếu niên đã đi tới. Mạnh Đào, đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại có thể tin tưởng chứ? Thấy hắn đi tới, Mộc Tuyết Tình nhìn qua. Hỏi thăm rõ ràng, vị Trương Huyền danh sư kia, lợi hại giống như lời học tỷ nói. Chỉ có điều, nghe nói hiện tại đang tiến hành thí luyện danh sư nhị tinh, phải rời khỏi Vương Thành. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Hơn nữa ta còn nghe nói, sự tích của hắn còn lợi hại hơn so với những gì học tỷ nói buổi sáng. Thiếu niên Mạnh Đào mang theo vẻ xấu hổ. Ngay sau đó, trong mắt hắn phóng ra ánh sáng, đầy sùng bái. Nói nghe một chút. Sắc mặt Mộc Tuyết Tình cũng đỏ lên. Đêm qua nghe được tin tức tất cả kỷ lục của thiên tài Mạc Hoàng Nhất lại bị phá vỡ, biết vị danh sư gọi là Trương Huyền này chưa đủ 20 tuổi, sáng tạo ra vô số kỷ lục, khiến người ta thán phục phát điên, còn trực tiếp sát hạch danh sư nhị tinh. Mặc dù chính tay nghe được trưởng bối trong nhà nói ra, nàng cũng không thể tin được. Sau khi xác nhận nhiều lần, nàng liền quyết định, từ nay về sau, vị Trương sư này, là thần tượng nàng sùng bái nhất. Chưa từng thấy. Hôm nay tới đến học viện, nàng nói chuyện này cho niên đệ, niên muội biết, chọc cho bọn họ kinh ngạc kêu lên liên tục. Người trước mắt này không tin, bị phái ra đi tìm hiểu tin tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta nghe nói, khuya ngày hôm trước thời điểm Trương sư vừa tới Vương Thành, đi tới nghiệp đoàn thi họa sư sát hạch, gặp phải Quý Mặc công tử quý gia khiêu khích, sử dụng một con man thú vẽ tranh, vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, trở thành thi họa sư tam tinh. Mạnh Đào nói, ban đầu, hắn là không tin, hắn không tin có người có thể lợi hại hơn so với Mạc Hoàng Nhất. Dù sao đại thiên tài đã thâm căn cố đế, danh tiếng rất lớn. Sau khi ra ngoài nghe ngóng, hắn mới biết được, vị Trương sư này, so với Mạc Hoàng Nhất không chỉ lợi hại hơn một chút. Cho dù chính tai nghe nói, hắn cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Man thú vẽ tranh, vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh. Mộc Tuyết Tình không tự chủ được siết chặt nắm tay nhỏ nhắn của mình. Bản thân nàng là thiên tài, càng sùng bái thiên tài. Tuy rằng hôm qua thanh danh của vị Trương sư này mới nổi lên, sự tích truyền kỳ bây giờ lại quá nhiều, khiến người ta bội phục. Ngươi nói, chúng ta không có lão sư, nếu như có thể mời Trương sư qua, thì tốt biết bao. Nghe xong tin tức đối phương đã sớm nghe được, cùng ngày hôm qua nàng nghe được không khác biệt lắm, gần như không có gì khác nhau, Mộc Tuyết Tình không nhịn được nói. Mời hắn qua, học tỷ. Trương sư lại là danh sư nhị tinh, học viện làm sao mời được. Mạnh Đào bất đắc dĩ một hồi. Danh sư nhị tinh, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc chỉ có 3 người. Mỗi lần giảng bài, tất cả lão sư đều sẽ đi vào nghe giảng bài. Thậm chí viện trưởng cũng phải cung kính qua, mời hắn qua làm lão sư. Cũng thật sự dám nghĩ. Đúng vậy, ta cũng biết, chính là trong lòng có một loại kỳ vọng, hy vọng có thể nghe hắn giảng một tiết. Thiên tài như thế, giảng bài khẳng định lợi hại hơn. Nghe hắn giảng bài một tiết, có lẽ là có thể khiến cho thực lực của ta tăng mạnh. Vẻ mặt Mộc Tuyết Tình si mê, nói. Đúng rồi, không phải bảo hôm nay học viện tuyển dụng lão sư sao? Có kết quả chưa? Dường như còn chưa có tin tức, chỉ có điều, chỉ là vài giáo sư bình thường, ngay cả giáo sư sao kim cũng không có mấy vị, sẽ không có trình độ gì. Mạnh Đào lắc đầu, đối với lão sư sắp tới, hắn không ôm hy vọng quá lớn. Ngược lại điều này cũng đúng. Mộc Tuyết Tình cũng gật đầu. Lão sư tốt, khẳng định đã sớm đến Thiên Vũ Học Viện, không đến mức hiện tại mới được thông báo tuyển dụng qua. Không xong, không xong. Hai người đang nói thầm, liền nghe được một giọng nói lo lắng vang lên. Một nữ sinh sắc mặt đỏ bừng vọt tới. Thế nào lại hoảng hoảng hốt hốt vậy? Đôi mi thanh tú của Mộc Tuyết Tình thoáng nhíu lại. Ta không phải cho nàng canh giữ ở bên ngoài viện của trưởng lão. Lặng lẽ quan sát được lão sư được nhận vào sao? Tại sao đã trở lại? Chẳng lẽ,
học viện đã chọn xong lão sư. Đúng. Nữ sinh nhanh chóng thở dốc, liên tục gật đầu. Nhanh như vậy sao? Mục Tuyết Tình sửng sốt. Nghe nói hôm nay có rất nhiều lão sư tới tham gia tuyển dụng, chừng trên 100 người. Lúc này mới bao lâu, lại chọn xong. Ta ở bên ngoài tận mắt nhìn thấy được viện trưởng giao tất cả lệnh bài lớp chúng ta cho một người lão sư tuổi còn trẻ. Thở dốc vài hớp, nữ hài điều hòa hơi thở, nói. Lão sư trẻ tuổi. Ừ, dáng vẻ người lão sư này chỉ có chừng 20 tuổi. Cụ thể tên gì, ta ở cách khá xa, không nghe rõ. Chỉ thấy. Nữ hài nhớ ra cái gì đó, hình như vẫn không thể tin được. Nàng muốn làm người ta sốt ruột đến chết sao? Sốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Đôi mi thanh tú Mộc Tuyết Tình nhíu lại, sốt ruột nhìn qua. Nhìn thấy được, lão sư kia đánh một học viên mới nôn ra máu. Nữ hài này nói. Đánh học viên mới nôn ra máu. Mộc Tuyết Tình và Mạnh Đào nhìn nhau. Lão sư đánh học sinh. Thiên Vũ học viện vẫn chưa từng nghe qua chuyện bạo lực như vậy. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Đây là ta vừa rồi lặng lẽ ghi lại, các ngươi nhìn đi. Nói xong cổ tay nữ hài lật một cái, lấy ra một ngọc tinh ghi hình, chân khí dũng mãnh tràn vào trong đó. Trong nháy mắt hai thân ảnh xuất hiện, một người thanh niên đánh một đệ tử đối diện. Học sinh miệng nôn ra đầy máu, cuối cùng quỳ gối trước mặt đối phương. Bởi vì khoảng cách rất xa, hai người nói nghe không rõ sở, lại có thể nhìn thấy được rõ ràng, học sinh bị đánh, vô cùng thê thảm. Nàng nói, viện trưởng đều giao lệnh bài đại biểu thân phận của chúng ta, cho người này. Hình ảnh kết thúc, sắc mặt Mộc Tuyết Tình tái xanh. Chuyện gì xảy ra? Thế nào lại tuyển dụng một phần tử bạo lực như vậy làm lão sư của bọn họ? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, nữ hài đầy sốt ruột. Hắn tiếp nhận lệnh bài lại tới, có khả năng một hồi đi ra. Một hồi đi ra. Mộc Tuyết Tình bóp nắm tay. Nghiệp đoàn giáo sư không phải không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh sao? Vì sao học viện lại muốn mời một lão sư như vậy? Cái này. Nữ hài lắc đầu. Ta cũng không biết. Chương 502, đối sách của Mộc Tuyết Tình 2. Học tỷ nói xem có phải trường học biết lớp chúng ta? Không quản được, cố ý tìm một lão sư lợi hại, muốn phải cố gắng giáo huấn chúng ta một trận, cho một đòn ra oai phủ đầu hay không? Nam hài vò đầu. Ra oai phủ đầu, hừ, phải xem hắn có bản lãnh này hay không? Sắc mặt Mộc Tuyết Tình trầm xuống. Mạnh Đào, gọi những người tu luyện khác đều tập hợp ở bên chỗ ta. Được. Mạnh Đào gật đầu, xoay người rời khỏi đó. Chỉ chốc lát, đại khái có mười mấy học sinh vây quanh. Học tỷ. Ừ, nói vậy vừa rồi Mạnh Đào đã nói cùng các ngươi, học viện mời một người hung ác, tùy ý dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh để làm lão sư của chúng ta. Tất cả các ngươi có ý kiến gì? Mộc Tuyết Tình giơ bàn tay, nhìn xung quanh. Để cho hắn làm lão sư của chúng ta, làm sao có ngày lành? Tuyệt đối không được. Không được có thể có biện pháp gì. Đây là học viện phái tới. Lệnh bài học sinh của chúng ta đều đã ở trên tay hắn. Trừ khi đi tìm tới phòng chính giáo thay lớp, bằng không, không có biện pháp nào khác. Nếu học viện phái hắn tới, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đổi lớp. Nếu thật sự không được, nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, đổi một lão sư khá hơn một chút qua. Cho dù không mời được thiên tài lợi hại giống như Trương Sư, cũng phải là một vị giáo sư sao kim. Người bạo lực chỉ biết đánh học sinh chỉ điểm, đời này chúng ta xong rồi. Mọi người trong lòng đầy căm phẫn. Vừa rồi, Mạnh Đào kể chuyện một lần, hình ảnh lưu lại trên ngọc tinh ghi chép cũng cho bọn họ xem. Thấy vị lão sư này trực tiếp đánh học sinh nôn ra máu, mỗi một đều đầy phẫn nộ. Đối với học sinh tàn nhẫn như vậy, người như thế cũng xứng làm lão sư sao? Bảo bọn họ làm học sinh của người như thế. Không có cửa đâu. Được rồi, chỉ tranh cãi ầm ĩ không được. Nếu học viện đã giao lệnh bài cho hắn, đã nói rõ chúng ta là học sinh của hắn. Phải nghĩ biện pháp, đuổi đi mới được. Tay Ngọc Mộc Tuyết Tình ngăn cản. Nếu không chúng ta cố ý không phối hợp, ngáng chân hắn. Ngáng chân, ngáng thế nào? Chính là, hắn nói cái gì chúng ta cũng không nghe. Hắn chỉ điểm tu luyện, cũng không đi làm. Làm lão sư không ra lệnh được cho học sinh, thời gian dài khẳng định lại không chịu được tự mình đi. Điều này đối với người khác có tác dụng, vừa rồi không nghe nói sao, người này bạo lực đến cực điểm. Nếu thật sự không nghe lời, hắn động thủ với chúng ta, ai gánh vác được. Điều này,
Mọi người trầm mặc, không phối hợp, ngáng chân, không nghe lời bọn họ đều làm được. Mấu chốt là vị lão sư mới này là một phần tử bạo lực. Nếu như trực tiếp động thủ, dùng sức mạnh nghiền ép, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Dù sao, đại tỷ lớn thực lực mạnh nhất trong bọn họ, Mộc Tuyết Tình cũng chỉ là ít huyệt cảnh. So với lão sư thông huyền cảnh, vẫn kém hơn một mảng lớn. Nếu không như vậy, nếu như hắn thật sự dám động thủ với chúng ta lại ghi chép hình ảnh xuống, nghĩ biện pháp đưa đến nghiệp đoàn giáo sư. Tùy ý dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh, ta không tin nghiệp đoàn không quan tâm. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng vị lão sư này ở trước mặt viện trưởng và nhiều lão sư như vậy, dám đánh học sinh, khẳng định có quan hệ rất lớn, hoặc đã nhận được học viện ủng hộ. Nếu chẳng may biến khéo thành vụng, khiến cho hắn ghi hận, ta sợ chúng ta sau này càng không có ngày lành. Đúng vậy, nếu như biết chúng ta cố ý chỉnh hắn, còn không phải mỗi ngày đều bị dạy dỗ một trận sao? Mọi người liên tục nói ra vài một kế hoạch, đều bị bác bỏ. Vị lão sư này còn chưa có qua, có thể ở trước mặt nhiều vị lão sư như vậy, đánh học sinh, nhất định là nhận được viện trưởng bày mưu đặt kế. Bằng không, hắn tuyệt đối không dám không kiêng nể gì cả như thế. Ghi lại hình ảnh mặc dù không tệ, có khi nào chưa đưa đến nghiệp đoàn, rơi vào trong tay hắn, mọi người khẳng định không có ngày lành. Phải bàn bạc kỹ hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà không phải lấy trứng chọi đá, tự tìm phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Học tỷ, có thể có biện pháp không? Suy nghĩ một hồi, nghĩ tới đau đầu cũng chưa ra phương pháp, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộc Tuyết Tình. Nàng là đại tỷ lớn của lớp, tất cả mọi người đều nghe nàng, cũng chỉ có nàng có chủ ý nhất. Ta thật ra có biện pháp. Mắt Mộc Tuyết Tình đột nhiên sáng lên, hình như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía mọi người. Chúng ta là học sinh, nếu như nghĩ biện pháp lăn qua lăn lại lão sư, bị nghiệp đoàn phát hiện, nhất định sẽ bị xử phạt, thậm chí chửi rủa. Mọi người gật đầu. Thế giới này lấy sư vi tôn, học sinh phải vâng lời lão sư, cố ý hãm hại, bị người biết được, tất nhiên bị mắc nhiếc. Nhà bọn họ cũng chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Đào không nhịn được nói. Nếu chúng ta không thể nghĩ biện pháp đối phó với lão sư, này. Chúng ta cũng có thể hỏi lão sư vấn đề. Mắt lóe lên, Mộc Tuyết Tình lộ ra một sự giảo hoạt. Lớp chúng ta, có không ít bạn học thích thi họa, thích trà đạo. Còn có người thích trận pháp, luyện khí, luyện đan. Có thể đi hỏi hắn vấn đề. Hỏi nhiều, tất cả đều không đáp được. Ta xem hắn còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại chỗ này. Ý kiến hay. Đúng vậy, như vậy vừa không đắc tội hắn, có thể khiến cho hắn không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, một công đôi việc. Thật sự là quá tốt. Nghe được biện pháp của Mộc Tuyết Tình, mắt tất cả mọi người đều sáng rực lên. Đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Vừa không đắc tội, có thể khiến cho hắn mất mặt. Không đúng, hắn là lão sư giảng dạy chúng ta tu luyện. Nếu như nói thẳng những chức nghiệp này, đều không tinh thông, chúng ta lại không có cách nào tiếp tục làm khó. Một người nữ sinh không nhịn được nói. Thuật nghiệp có chuyên công, Thiên Vũ học viện lớn như vậy, lão sư các loại ngành học đều có. Tất cả vấn đề đều hỏi một lão sư, người ngu đi nữa cũng nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Lại nói, lão sư tu luyện võ nghệ, cho dù đáp không được, cũng không tính là mất mặt. Dù sao, không có khả năng có người chức nghiệp gì cũng sẽ. Về điểm ấy ta đã sớm nghĩ đến, thật ra, chúng ta có thể cho hắn chút áp lực. Mộc Tuyết Tình hình như đã nghĩ đến đối sách, trong tròng mắt Mỹ Lệ hiện lên một ý cười. Tạo áp lực. Không sai, chờ một lát, vị lão sư này đi tới, ta sẽ nói mình và Trương Huyền danh sư, từng gặp mặt một lần. Hơn nữa, hắn có ý định thu ta làm học sinh. Mộc Tuyết Tình mỉm cười cười. Cứ như vậy, có chỗ dựa vững chắc là Trương sư này. Hắn sẽ ném chuột sợ vỡ mình, không dám làm quá đáng, cũng không dám thừa nhận mình cái gì cũng không biết. Chỉ là, cáo mượn oai hùm như vậy, nếu chẳng may bị Trương sư biết, không tốt lắm đâu. Một người học viên do dự. Làm sao có thể biết được, Trương sư là thiên tài siêu cấp, danh sư nhị tinh. Chúng ta có khả năng đời này cũng không thấy được, ai bảo hắn hai ngày nay sôi động như vậy, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận. Mượn danh tiếng của hắn mà thôi, cũng sẽ không bị phát giác. Mộc Tuyết Tình hất mái tóc. Trương sư và thế giới của bọn họ quá xa, căn bản không có khả năng cùng xuất hiện. Nếu hai ngày nay hắn có danh tiếng lớn như vậy, lại vừa vặn mượn dùng một chút, dùng để trấn áp vị lão sư bạo lực này. Tốt lắm,
cứ làm như vậy. Lại suy tư một chút, mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề quá lớn, lúc này mới đồng thời gật đầu. Ừ, một lát nữa vị lão sư này tới, ngàn vạn đừng có thù địch. Mỗi người đều cung kính lễ độ, đừng làm cho hắn nắm được cán. Mục Tuyết Tình căn dặn. Vâng. Mọi người gật đầu. Đây là lớp ta phải hướng dẫn sao? Mấy người đang thương nghị, bên ngoài phòng học, Trương Huyền nhìn tên gọi một chút, xác nhận chính xác. Chương 503, người bị khai trừ. 1. Giải quyết xong vấn đề cho hai học sinh, Tạ viện trưởng không tiếp tục nghi ngờ năng lực của hắn, trực tiếp giao lệnh bài học sinh lớp qua. Có kinh nghiệm giảng bài ở Hồng Thiên Học Viện, hắn biết những lệnh bài, mỗi một cái đều đại biểu cho một đệ tử, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bình thường, đi về phía phòng học bên này. Liên tục đi nhầm vài lần, tìm người hỏi thăm một hồi, hắn mới tìm đến nơi. Két! Hắn đẩy cửa đi vào. Phòng học này lớn hơn so với hắn ở Thiên Huyền Học Viện lúc trước, kích thước chừng 700-800 mét vuông, mặt đất đều bằng nham thạch màu xanh trơn nhẵn đánh bóng ghép thành. Hai bên có khắc tượng hình man thú, thân hình uy vũ khí phách. Chính giữa gian phòng là mười mấy học sinh đang vây quanh bên cạnh một nữ hài dáng vẻ xinh đẹp, líu díu nói gì đó. Bởi vì quá mức tập trung, hình như bọn họ không phát hiện hắn đã đến. Trương Huyền lắc đầu. Âm thanh đẩy cửa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đám người kia tự nhiên một người cũng không phát hiện, tính cảnh giác cũng không tránh khỏi có phần quá kém. Đi về phía trước hai bước, đang muốn đánh tiếng, nội dung bọn họ nói chuyện phiếm lại truyền vào trong tai hắn. Học tỷ, ngày hôm qua học tỷ thật sự gặp Trương Huyền danh sư. Hơn nữa hắn có ý định muốn thu học tỷ làm học sinh sao? Đây chính là Trương Huyền danh sư, đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ Vương quốc hiện tại. Thật là muốn gặp mặt một mặt, học tỷ, sau này học tỷ thật sự trở thành học sinh của hắn, nhất định phải dẫn ta đi gặp. Ta là người hâm mộ trung thành của hắn. Ta cũng vậy. Đám học sinh vây quanh nữ hài, mỗi một hưng phấn sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt mê gái dáng vẻ. Gặp mặt ta, còn có ý thu làm học sinh. Trương Huyền sửng sốt, lập tức nhìn sang. Có thể xác nhận, hắn tuyệt đối chưa thấy qua nữ hài trước mắt này. Càng đừng nói tới thu học sinh gì đó. Lại nói, ngày hôm qua đến danh sư đường, sát hạch xong hắn liền bắt đầu đọc sách, vẫn không đi ra, làm sao có thể gặp mặt một học sinh của Thiên Vũ Học Viện. Hắn lại ngay cả học viện ở chỗ nào, cũng không tìm được. Yên tâm đi. Trương sư hiện tại đi làm nhiệm vụ do danh sư đường giao phó, một khi trở về, tất nhiên là danh sư nhị tinh. Đến lúc đó, ta khẩn cầu một chút, bảo hắn giảng bài cho lớp chúng ta. Nữ hài ở giữa cười khanh khách gật đầu, đang nói phân nửa, nhìn thấy được Trương Huyền, đôi mi thanh tú của nàng thoáng nhíu lại. Ngươi là ai, chạy đến lớp chúng ta làm gì? Vừa dứt lời, rất nhiều học sinh vây chung quanh, đồng thời xoay người lại, mỗi một đều tràn ngập cảnh giác. Ta nhận lệnh của học viện, học kỳ này làm lão sư hướng dẫn cho các ngươi. Trương Huyền nhìn qua. Lão sư của chúng ta. Rất nhiều học sinh đều sửng sốt. Trước đó Ngọc Tinh ghi lại ở khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ ràng. Mọi người nghe nói hắn ngay cả học sinh cũng đánh nhau, vốn tưởng rằng ít nhất là một người cao lớn thô kệch, hình thể hùng tráng. Không nghĩ tới diện mạo thoạt nhìn thanh tú như vậy. Trương Huyền ngụy trang liễu trình này, 24-25 tuổi. Hình thể hơi gầy. Tuy rằng không bằng tuấn mỹ bằng dáng vẻ thật của hắn, nhưng điều kiện vẻ ngoài cũng rất có mị lực. Ra mắt lão sư. Nữ hài Mộc Tuyết Tình ở giữa ho khan một tiếng, mọi người này mới phản ứng được, đồng loạt cung kính cúi đầu. Ừ, ta là Liễu Trình, sau này có thể gọi Liễu lão sư, ta sẽ chỉ điểm các ngươi tu vi, khiến cho thực lực các ngươi tiến bước. Nói xong Trương Huyền đi vài bước tới trước mặt bàn giáo viên, ngồi xuống, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Nàng từng gặp mặt Trương Huyền danh sư. Hồi bẩm Liễu lão sư, ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Mộc Tuyết Tình liền vội vàng gật đầu. Nói như vậy thật sự từng thấy qua, không biết hắn lớn lên bộ dạng thế nào. Trương Huyền tiếp tục hỏi. Điều này, không nghĩ tới vị Liễu lão sư này sẽ hỏi, Mộc Tuyết Tình có chút do dự. Dáng người hắn cao hơn so với Liễu lão sư vài phần, hình thể hùng tráng, trên mặt nở nụ mỉm mê người, toàn thân mặc áo vải màu xanh. Hai mắt sáng như điện, khiến người ta một loại cảm giác không dính khói lửa nhân gian, bay lượn trên cửu thiên. Nàng tuy rằng nghe không ít sự tích liên quan tới Trương sư, nhưng người nào cũng chưa nói qua hắn có bộ dạng gì. Chỉ có điều, lúc này vị Liễu lão sư này đã hỏi thăm, một khi không nói, tất nhiên sẽ khiến cho hắn nghi ngờ.
nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì dựa theo dáng vẻ tưởng tượng miêu tả. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt cổ quái. Chỉ nhìn từ bề ngoài, hắn chính là người bình thường. Từ khi nào hắn anh minh thần võ, dáng vẻ không tầm thường như thế. Theo ta được biết, danh sư nhị tinh muốn thu đồ đệ, nhất định sẽ có vô số người chen chúc tới. Vị danh sư Trương Huyền này còn là thiên tài trong thiên tài, năng lực hiệu triệu lớn hơn nữa, vì sao phải thu nàng làm học sinh? Hiện tại đã xác định đối phương đang nói dối, từ vẻ mặt của mọi người, cũng nhìn ra được một ít manh mối, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Ta không nghĩ tới vị lão sư chỉ biết đánh học sinh này, đưa ra vấn đề xảo quyệt như thế, thân thể Mộc Tuyết Tình thoáng lảo đảo một cái, cố nén kích động muốn nôn ra máu, kiên trì tiếp tục biên soạn. Là ngày hôm qua ta giúp hắn một chuyện nhỏ, Trương sư nhìn thấy được thiên phú của ta cũng không tệ lắm, lúc này mới động tâm. Cụ thể, vì sao, ta cũng không biết. Thì ra là thế, nếu Trương sư muốn thu nàng làm học sinh, ta một lão sư bình thường cũng không tiện tranh đoạt. Chim khôn chọn cành mà đậu. Như vậy, nàng đi đi, đây là lệnh bài thân phận của nàng. Cổ tay lật một cái, Trương Huyền lấy ra một lệnh bài ném tới. Tuy rằng không biết nữ hài này tên gì, nhưng trong lệnh bài có giọt máu của nàng. Căn cứ vào khí tức, vẫn rất dễ dàng tìm được. Chương 504, người bị khai trừ. 2. Đây là ý gì? Tiếp nhận lệnh bài, Mộc Tuyết Tình sửng sốt. Kịch bản không phải như vậy. Một người suốt đời không có khả năng chỉ có một lão sư. Nếu như học sinh của mình bị các danh sư khác nhìn chúng, hắn cũng rất có vinh dự. Không phải hắn nghe được Trương sư nguyện ý thu mình làm học sinh, cảm thấy kinh ngạc, đối với mình càng coi trọng hơn sao? Ném lệnh bài qua có ý gì? Không có ý gì. Trương Huyền khoát tay, mí mắt vừa nâng lên. Nói đúng là, nàng bị đuổi học. Bị đuổi. Thân thể Mộc Tuyết Tình thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta là thiên tài. Thiên tài siêu cấp, bất kể đi tới môn hạ của lão sư nào, đều là tồn tại được người tranh đoạt. Vừa mới gặp lần đầu tiên đã bị đuổi. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Không sai, làm học sinh, không giữ khuôn phép, dựa vào chút thông minh vặt, lừa gạt lão sư. Ta muốn, có ích lợi gì? Yên tâm, ta sẽ bẩm báo sự thật về chuyện này cho học viện, sau đó gửi công văn đi thông cáo tới tất cả học sinh, hoan nghênh tất cả mọi người tới bình luận, sẽ không ủy khuất nàng. Trương Huyền thản nhiên nói, ta, thân thể Mộc Tuyết Tình thoáng lảo đảo một cái. Nàng bởi vì diện mạo, thiên phú, ở trong toàn bộ học sinh Thiên Vũ Học Viện, đều rất nổi tiếng, danh tiếng rất lớn. Nếu quả thật bị toàn trường thông cáo đuổi học, sau này nàng còn làm thế nào có mặt mũi gặp người nữa? Sớm biết rằng vị lão sư này ra bài không theo lẽ thường, nhưng đây cũng quá không theo lẽ thường. Dựa theo tưởng tượng của nàng, cho dù đối phương không quá tin tưởng chính mình quen biết với Trương sư, cũng có thể có chỗ cố kỵ. Dù sao nếu chẳng may nhận thức, có thể trở thành học sinh của Trương sư, thân phận này, đừng nói là một lão sư bình thường. Cho dù là viện trưởng cũng phải suy nghĩ vài phần. Ai biết người này, căn bản không có ý định suy nghĩ, trực tiếp đuổi học. Nếu như nói lão sư sát hạch, thành tích lót đáy, là chuyện lão sư rất mất mặt, bị khai trừ lại là chuyện khiến học sinh rất mất mặt. Cho dù sau này tu vi cao tới đâu, chỉ cần trên lưng cõng cái tội danh này, đều giống như bị một bàn tay ngăn chặn, không có cách nào xoay người. Ta không lừa gạt lão sư. Cắn răng một cái, Mộc Tuyết Tình vội nói. Không lừa gạt ta. Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy, chắp hai tay ở sau lưng, ở bên trong phòng học chậm rãi đi lại. Đầu tiên, ta vào cửa lớn tiếng như vậy, nàng là cường giả ích huyệt cảnh, tự nhiên không phát hiện, vẫn cùng những người khác chậm rãi nói chuyện. Nàng cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Lão sư tới, không cung kính, cố ý không rảnh để ý tới, đã vi phạm quy tắc thứ 17 của học sinh trong Thiên Vũ Học Viện. Không tuân theo sư trưởng, người nghiêm trọng có thể đuổi học. Thứ hai, cố ý ở phạm vi ta có thể nghe được, nói nàng quen biết Trương Huyền danh sư. Trước không nói có phải là sự thật hay không, nếu như là sự thật, điều này là cố ý muốn dùng danh tiếng của Trương sư ép ta. Quy tắc thứ 42 của học sinh quy định. Mượn chuyện nhà, bối cảnh, nói năng lỗ mãng đối với lão sư, thậm chí uy hiếp, người nghiêm trọng cũng có thể đuổi học. Nếu như là giả, đó chính là cố ý gạt lừa gạt lão sư, vi phạm quy tắc thứ 45, lấy ngôn luận giả tạo, lừa gạt mê hoặc lão sư, cũng sẽ bị đuổi học. Bất kể điều nào, nghiêm khắc chấp hành đều sẽ bị đuổi học. Nàng còn có cái gì để nói? Quy tắc học sinh của Thiên Vũ Học Viện,
dán đầy khắp trường. Trên đường đến đây, hắn đã ghi nhớ. Đám hài tử này muốn cho mình một đòn ra oai phủ đầu. Đã như vậy, trước tiên phải khiến cho bọn họ biết lợi hại. Ta, Mộc Tuyết Tình mặt không có chút máu, liên tục lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía lão sư trước mắt giống như là nhìn quái vật. Không nói hắn vừa tới trường học sao? Làm sao có thể biết rõ ràng đối với quy tắc học sinh của Thiên Vũ Học Viện như vậy? Quan trọng hơn, không phải nói hắn thích dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh sao? Thế nào miệng cũng lợi hại như vậy? Dọn dẹp đồ một chút rồi rời khỏi đây. Ta giảng bài, thích học sinh có tư duy của mình, có suy nghĩ của riêng mình, nhưng không thích có người kích động những học sinh khác đối nghịch với ta. Trương Huyền xua tay. Nhà đầu kia nói một câu, khiến những học sinh khác đến đây gặp mặt, đủ thấy ở trong đám người, nàng có uy tín rất lớn. Nếu như gặp mặt lần đầu tiên không gõ một cái, sau này khẳng định không quản được. Tuy rằng học tập tự do, dạy học không phải là luyện đan, nghiêm ngặt dựa theo quy trình, nhưng ngày đầu tiên hướng dẫn học sinh, không trấn áp đối phương, khiến cho hắn nghe lời, một khi nhảy nhót, quản lý không được là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn chính là, đối phương cái gì đều không học được. Khinh thường vị lão sư ngươi, tri thức tất nhiên cũng sẽ không học thật tốt. Lão sư, Mộc học tỷ là học viên có thiên phú nhất của lớp chúng ta, năm nay chỉ 18 tuổi, lại đạt được ích huyệt cảnh, là mục tiêu và phương hướng phấn đấu của tất cả học sinh lớp chúng ta. Vẫn mong lão sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thấy vị lão sư này mới vừa tới lại muốn đuổi học đại tỷ lớn của bọn họ, Mạnh Đào không nhịn được tiến lên. Học viên rất có thiên phú, mục tiêu và phương hướng. 7 tuổi luyện khí, đủ 11 năm, nuốt 3 cái nhuận huyệt đan, hơn 10 viên đan dược, mới mở ra 12 chỗ huyệt vị. Lực lượng miễn cưỡng đạt được 12 đỉnh. Tu luyện một bộ du trưởng, 3 năm tiểu thành, thậm chí không thuần thục. Cùng người chiến đấu không có cách nào phát huy toàn lực. Tu luyện chân khí, ngưng tụ ở thân thể, có ít nhất 7 chỗ kinh mạch hoàn toàn bị chân khí đục phong kín, khó có thể tinh tiến. Thông huyền cảnh là một cửa ải lớn. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Đào cách đó không xa, âm thanh không hề bận tâm. Như vậy, cũng có thể gọi là thiên tài sao? Người đùa gì thế? Ta! Sắc mặt Mộc Tuyết Tình trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chương 505, các học sinh đều ngốc hết một. Người người đều biết tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, là thiên tài. Nhưng không biết nguyên nhân bởi vì ra thế, mấy năm nay dùng đan dược quá nhiều, trong cơ thể từ lâu lưu lại không ít độc tố, tu luyện phía sau vô cùng khó khăn. Bằng không, đạt được ích huyệt cảnh có thể xin tốt nghiệp, cũng không cần vẫn ở lại học viện không rời đi. Loại tình huống này, ngay cả một vị lão sư trước đó đều không nhìn ra. Người này mới vừa vào tới, đã nói không sai chút nào, khó tránh khỏi thật sự đáng sợ. Lẽ nào, hắn cũng không phải là lão sư bạo lực, mà là một người thật sự có bản lĩnh lớn. Thân thể Mộc Tuyết Tình run rẩy. Nếu không phải như vậy, hắn lại làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra 7 chỗ kinh mạch trong cơ thể nàng hoàn toàn bị chân khí đục phong kín, thông huyền cảnh là một cửa ải khó khăn lớn. Mạnh Đào cũng không nghĩ tới vị lão sư này vừa mở miệng nói ra nhiều điều như vậy. Cho dù hắn và Mộc học tỷ mỗi ngày cùng đến trường, hắn cũng không biết. Hắn không tự chủ được cứng đờ tại chỗ, muốn nói giúp, cũng không biết trả lời như thế nào, á khẩu không trả lời được. Mộc học tỷ trong thi đấu học viện lần trước, xếp hạng thứ 10, là thiên tài nổi danh của học viện, người người đều biết. Thế nào, lại không gọi là thiên tài? Một nữ học sinh không phục. Thiên tài, không phải trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực nhanh, là có thể đi được xa hơn. Nàng tuổi không lớn lắm, đạt được ích huyệt cảnh, được cho là tiến bước nhanh, nhưng trong cơ thể đan độc quá nhiều, thậm chí tâm lý cũng phát sinh ỉ lại. Cho dù sau này có thể tiến bước, cũng có hạn. Trương Huyền lắc đầu. Nếu đã dẫn lớp, tư liệu cơ bản của học sinh, trường học vẫn phải có. So sánh một chút, là có thể biết nữ hài diện mạo không kém gì Vương Dĩnh này, chính là Mộc Tuyết Tình thực lực mạnh nhất trong lớp. Biết tên, điều tra một chút thân thế, bối cảnh. Cũng lại vừa nhìn liền hiểu ngay. Nữ hài này, phụ thân là một vị luyện đan sư nhị tinh nổi danh. Đối người khác mà nói, đan dược vô cùng chân quý, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không thiếu. Ưu thế đã vượt qua những bạn học khác, cũng khiến cho chuyện tu luyện của nàng sau này rơi vào hoàn cảnh xấu. Mặc dù không dùng thiên đạo đồ thư quán, nhưng mức độ tâm cảnh của hắn đạt được 10.1, am hiểu quan sát cân nhắc, lại thêm quen thuộc nhất đối với luyện đan sư. Trong cơ thể có đan độc tích lũy hay không,
hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Dù sao, bất kể nói thế nào hắn cũng dựa vào bản lĩnh thật sự sát hạch danh sư nhị tinh. Nếu như ngay cả chút vấn đề nhỏ này hắn cũng phát hiện không ra, cũng sẽ không cần lăn lộn tiếp. Mộc Tuyết Tình này hiện tại tu vi là không tệ, đáng tiếc, quá mức ỷ lại vào đan dược, đối với tiến bước sau này sẽ tạo thành gông cùm xiềng xích rất lớn. Là thuốc có ba phần độc, đan dược cũng như vậy, trừ khi đạt được cấp bậc đan văn. Chỉ thành đan, no đủ, hoàn mỹ, tạp chất vẫn rất nhiều, không có chân khí tinh thuần cọ rửa, độc dược sẽ dễ dàng bế tắc kinh mạch, khiến người ta tiến bước càng ngày càng chậm. Chính vì vậy, trước mắt không cẩn thận tu luyện, thật sự không có cách nào đột phá, rất ít người lựa chọn dùng đan dược. Lại giống như sinh bệnh, có thể dễ dàng chịu đựng được, khẳng định không có ai uống thuốc. Cho dù biết rõ uống thuốc sẽ qua đi, sẽ nhanh tốt hơn một chút. Hiện tại tốc độ tu luyện của nàng là nhanh, bởi vì có một phụ thân luyện đan sư nhị tinh làm hậu thuẫn, cơ sở đánh ra vững chắc. Nhưng dựa theo thời gian trôi qua, 10 năm sau, lại chưa chắc nhanh. Thậm chí thông huyền cảnh cũng là một cửa ải khó khăn rất lớn. Không chỉ là đan độc, quan trọng hơn là trong lòng phát sinh ỷ lại, đối với chuyện không sử dụng thuốc phá tan tu vi, không có lòng tin. Nàng ấy không phải là thiên tài, ngược lại nàng cũng không tệ lắm. Nói xong Mộc Tuyết Tình, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài vừa nói. Tu vi tuy rằng không cao chỉ có bị cốt cảnh sơ kỳ, lại rèn luyện thân thể rất tốt, tâm cảnh cũng vô cùng vững chắc. Nếu như ta không nhìn lầm, nhà các nàng tất nhiên có một vị thuần thú sư, lợi dụng tinh huyết man thú giúp nàng tăng lên tu vi. Làm như vậy tuy rằng có chút cùng loại với dùng đan dược nâng cao thực lực, nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Tinh huyết của man thú thích hợp hơn cơ thể người, chẳng những không sẽ hình thành ngăn cản, còn có thể khiến cho cơ bắp càng rắn chắc, lực lượng càng cao. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng mới có thể chiến đấu vượt cấp, bị cốt cảnh sơ kỳ, ngay cả người trung kỳ, cũng có thể đánh một trận. Ta, nữ hài khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy lên. Phụ thân nàng là một vị thuần thú sư nhất tinh, ở thời điểm nàng đột phá bị cốt cảnh, quả thật dùng tinh huyết man thú. Lúc này mới khiến cho thể lực của nàng khác hẳn với người bình thường, có thể chiến đấu vượt cấp. Chuyện này, nàng cũng chỉ nói qua với mấy bằng hữu tốt, học viện tuyệt đối không biết chuyện này. Vị lão sư này liếc mắt thoáng nhìn, lại từ trong miệng nói ra. Cũng quá dọa người. Chỉ có điều, tinh huyết man thú là rất tốt, nhưng có câu gọi là yếu không nên bổ. Cho một nam hài làm như vậy, có thể không có tai họa ngầm quá lớn. Nàng, thân thể nữ hài vốn lại suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn mượn tinh huyết kích phát thể năng, lực lượng 10 phần. Sau một thời gian, vẫn gặp phải đủ loại tai họa ngầm. Thật giống như bệnh nhân nằm lâu ở giường ăn vào nhân sâm nghìn năm, sợ rằng bệnh không những chữa trị được, ngược lại còn mất mạng. Trương Huyền lắc đầu. Nữ hài này da ửng đỏ, máu trong cơ thể lao nhanh có lực, tương tự một ít bí pháp trong thuần thú sư. Có chút chú ý, là cũng có thể nhìn ra, cho dù tư liệu không ghi chép. Đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề hóc búa. Còn ngươi nữa. Nói xong hai nữ hài, mắt Trương Huyền rơi vào trên người Mạnh Đào. Tính cách hay xấu hổ, có chứa thư khí. Giữa ngón cái và ngón giữa, có nhiều vết chai. Khẳng định không phải do tu luyện gây ra. Góc áo có dính màu mực. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc hẳn là thích thi họa, hơn nữa thường xuyên vẽ. Chương 506, các học sinh đều ngốc hết hai. Đáng tiếc. Ánh mắt tan rã, nhìn bất kỳ vật gì, không có năng lực nắm được bản chất tìm kiếm linh tính. Cho dù có thể vẽ tranh, thành tựu không cao, càng chưa nói tới linh động, ý tồn. Về phần ngươi, chắc hẳn là rất thích trà đạo. Trên người có lưu lại mùi trà thơm, mùi cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ có điều, ba vị không có, hơn nữa thời gian chìm đắm ở trong trà đạo vượt qua thời gian tu luyện, khiến cho tu vi trì trệ không tiến, lực lượng không thực. Nếu như ta không nhìn lầm. Người có một năm không thăng cấp qua tu vi, hơn nữa ý chí tu luyện không kiên định. Sau khi lão sư đã phân phó, không đi tuân thủ, phần nhiều thời gian, chỉ miên man suy nghĩ, điển hình mê muội mất cả ý chí. Chắp hai tay ở sau lưng, Trương Huyền liên tục mở miệng, liên tiếp nói bốn người, tất cả đều hoàn toàn không sai lầm. Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức đều ngây ra như phỗng, lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vừa rồi mọi người thương lượng. Cố ý hỏi hắn một ít vấn đề trên những chức nghiệp khác, làm cho hắn khó xử. Kết quả, còn chưa kịp mở miệng, người ta chỉ liếc mắt thoáng nhìn, đã nói ra rất nhiều chức nghiệp, đĩnh đạc nói. Chẳng lẽ vị lão sư này, chức nghiệp gì cũng tinh thông?
nếu như không phải, làm sao có thể chỉ bằng mực nước trên góc áo, mùi trên người, là có thể phán đoán ra Mạnh Đào thích thi họa, người nam hài thứ hai thích trà đạo. Điều này, cũng quá dọa người. Tới đây, mấy người các ngươi đánh một bộ quyền pháp để cho ta xem một chút. Thấy chân áp được mọi người, Trương Huyền nhìn về phía mấy người còn lại. Mấy người trước mặt, hết sức rõ ràng. Hơn nữa những nghề nghiệp này, hắn cũng tương đối quen thuộc, cho nên mới có thể mở miệng nói ra. Những học sinh còn lại biết cái gì, thích gì, hắn lại có chút nhìn không ra. Thiên Vũ Học Viện loại địa phương lớn này, khác hẳn so với loại trường học nhỏ như Thiên Huyền, không ít học sinh trừ tu luyện ra, đều có buổi trợ giúp tu luyện, lựa chọn một chức nghiệp thích để học tập. Mặc dù không ít người cả đời cũng không đạt được học đồ, chức nghiệp chính thức. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, lại là một loại sở thích và rèn luyện. Thật giống như đám người Lưu Sư từng học tập trà đạo từ Điền Lão. Lý giải của mấy người bọn họ đối với trà đạo, cũng không đạt được cấp bậc học đồ, lại không cản trở sở thích của bọn họ. Những người này cũng vậy, tu luyện chức nghiệp trợ giúp, tất cả đều học tám lạng nửa cân, cách học đồ chân chính còn có một khoảng cách rất lớn. Vâng, bị vị lão sư trước mắt này trấn áp, những người khác không dám do dự, tất cả đều đứng dậy đánh quyền. Trong nháy mắt toàn bộ phòng học vang lên tiếng gió thổi gào thét. Một lát sau, Trương Huyền gật đầu. Không thể không nói, học sinh của Thiên Vũ Học Viện về tố chất chỉnh thể so với Thiên Huyền Vương Quốc vẫn mạnh hơn rất nhiều. Bất kể võ kỹ, công pháp tu luyện, hay là đối với lý giải về những chức nghiệp khác, đám người Chu Hồng, Mạc Hiểu đều không có thể so sánh. Người tu luyện võ kỹ Bạch Điều Tình không thoạt nhìn uy lực không tệ, chiêu số cũng rất nhanh chóng và mãnh liệt. Nhưng trên bước chân không theo kịp, hơn nữa chân khí không đông đủ. Gặp phải đối thủ có chút mạnh mẽ, chỉ cần đứng tại chỗ không động, công kích dưới nách của ngươi, lại sẽ khiến trực tiếp bị bại tới rối tinh rối mù. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, không phải ngươi tu luyện không nghiêm túc. Nếu như ta không nhìn lầm, chắc hẳn là chức nghiệp trợ giúp tu luyện luyện khí sư. Luyện khí sư cần phải tinh luyện các loại khoáng vật, kim loại. Cần phải có khí lực tuyệt đối, vung vẩy búa lớn. Lâu ngày, lực lượng của cánh tay phải vượt xa cánh tay trái, đưa đến không thăng bằng. Bạch Điểu Tình không, chim có hai cánh, một bên cánh lực lượng lớn, một bên lực lượng nhỏ, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Ngươi chắc hẳn là thích giám bảo. Chỉ đáng tiếc, giám bảo là một chức nghiệp đốt tiền. Ngươi tuy là mặc đồng phục học sinh, lại bị mài mòn nghiêm trọng, ít nhất là y phục nửa năm trở lên. Nói cách khác, hoàn cảnh nhà của ngươi cũng không tốt, không có tiền học tập giám bảo, có thể tìm tới bảo bối gì. Về phần ngươi, một lòng hướng về phía võ, không lựa chọn bất kỳ chức nghiệp trợ giúp tu luyện nào. Về điểm ấy không có vấn đề gì, nhưng ngươi có phát hiện hay không, ngươi tu luyện tuy rằng khắc khổ, lại tu vi không tiến bộ quá lớn. Không phải ngươi không đủ cố gắng, cũng không phải là bởi vì thiên phú không tốt, mà là tu luyện sai phương hướng. Rõ ràng thích hợp với công pháp thổ khí đại khai đại hợp bật, lại luyện thành chiêu số bế khí co tay cóng chân. Đi ở trong rất nhiều học sinh, Trương Huyền thuận miệng nói. Tất nhiên mỗi một học sinh sắc mặt trắng bệch, trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Vị Liễu lão sư này, chỉ xem bọn họ đánh ra võ kỹ, lại chỉ điểm ra vấn đề của bọn họ trong tu luyện, cùng với vấn đề trong chức nghiệp trợ giúp tu luyện, không sai chút nào. Năng lực quan sát mạnh mẽ, khiến người ta kinh hoàng. Có thể nói, thật đáng sợ. Tuy rằng trình độ trợ giúp tu luyện của bọn họ rất thấp, cũng chỉ là tiếp xúc gia lông, nhưng cũng bao hàm 7-8 loại chức nghiệp. Vừa mở miệng nói ra, giống như lão sư trợ giúp tu luyện của bọn họ nói, đã không phải là lão sư võ tu bình thường có thể nhìn ra được. Thậm chí, cho cảm giác của bọn họ, một ít danh sư cũng chưa chắc có nhãn lực như thế. Điều này. Mộc Tuyết Tình ở một bên đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Mới vừa rồi còn nói lời son sắt cùng mọi người, chỉ cần hỏi đối phương một ít vấn đề về những chức nghiệp khác lên, vị lão sư mới tới này, nhất định có thể biết khó mà lui. Kết quả, không chờ bọn họ mở miệng, người ta đã lột mọi người tới đáy, càng nói chó má cũng không phải. Ngươi không phải là nam bạo lực chỉ biết dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh sao? Ngươi không phải là lão sư bình thường ngay cả giáo sư sao kim cũng không phải sao? Thế nào cái gì cũng biết? Cái gì cũng tinh thông? Điều này, học viện đến cùng phái tới một, quái vật thế nào vậy? Chương 507, các trưởng lão nghi ngờ một. Viện trưởng lão, các lão sư đến đây phỏng vấn đều đã rời đi, Tạ viện trưởng cũng đi, chỉ còn lại có các vị trưởng lão.
Bạch Phương lão sư lưu lại lớp này, là một trong những lớp tốt nhất của toàn trường, cũng là khó khăn hướng dẫn nhất. Không biết vị Liễu lão sư này có thể trấn áp khiến cho bọn họ phục, ngoan ngoãn nghe lời hay không? Nhớ tới sự an bài của viện trưởng vừa rồi, một trưởng lão không nhịn được lắc đầu. Lớp này, học sinh thiên phú cao, tu vi cao chỉ là một phương diện trong đó. Quan trọng nhất chính là, không ít học sinh đều có chút bối cảnh. Không nói người khác, đại tỷ lớn Mộc Tuyết Tình kia là nữ nhi duy nhất của Mộc đan sư nhị tinh của nghiệp đoàn luyện, trở thành bảo bối. Tu vi cao không nói, còn có nhiều ý đồ xấu. Lão sư bình thường, ai dám đắc tội? Ta sợ rất khó, những học sinh này, phiền phức rất nhiều. Các ngươi quên, lần trước phái mấy lão sư đi qua, đều bị chơi đùa ngay cả một ngày cũng chưa từng đợi được, đã trở về sao? Một trưởng lão khác lộ ra vẻ mặt cười gượng. Nếu không như vậy, cũng không cần đặc biệt mời lão sư từ bên ngoài đến. Giữa học kỳ mời lão sư, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải mấy lão sư có việc không ở. Dù sao, một lão sư có thể hướng dẫn 10 học sinh, tất nhiên cũng có thể hướng dẫn 20 người. Chỉ cần ghép mấy lớp này đến lớp khác, hoặc điều qua mấy lão sư, vẫn có thể đủ làm được. Chủ yếu nhất là, học sinh mấy lớp này không phối hợp. Nhất là lớp này. Trước đó phái vài lão sư qua, đều không kiên trì được mấy ngày, đã bị đuổi đi. Một đám học sinh phía sau có ra thế, lại không có cách nào xử phạt quá đáng. Liên tục vài lần, người người đau đầu vô cùng, lại không có lão sư nào dám nhận nữa. Không có cách nào, bọn họ không thể làm gì khác hơn là từ trường thông báo tuyển dụng ra ngoài. Chỉ có điều, cũng không nhất định, vị Liễu lão sư này, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề ghét học, bỏ học. Thậm chí ngay cả viện trưởng cũng mắng cho một trận, vừa nhìn lại không phải là chiếc đèn cạn dầu, có lẽ có thể thật sự ngăn chặn được đám học sinh này cũng chưa biết chừng. Liễu lão sư này lá gan quả thật rất lớn, nhưng đám kia học sinh cũng là cứng đầu, hai bên đụng vào nhau, không biết sẽ gây ra mâu thuẫn gì. Các ngươi nói, sẽ không đánh nhau chứ? Đột nhiên, một trưởng lão lộ vẻ lo lắng nói. Điều này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đổi lại thành các lão sư khác, kiêng kỵ nghiệp đoàn giáo sư, e ngại thân phận, không có khả năng ra tay đối với học sinh. Nhưng vị Liễu sư vừa rồi lại không nhất định. Ngay cả viện trưởng đường đường danh sư nhất tinh, hắn cũng dám trực tiếp mắng người ta mù, ở trước mặt nhiều người như vậy, ra tay đánh học sinh. Nếu chẳng may đám người Mộc Tuyết Tình làm được quá đáng, chuẩn bị không tốt thật sự sẽ dám động thủ. Nếu như, những học sinh kia là nhân tố không xác định, là cứng đầu, vị Liễu lão sư này. Càng cứng hơn. Không thấy được viện trưởng đều lộ ra vẻ mặt buồn bực. Bên này vừa kết thúc, hắn lại xoay người rời khỏi sao. Nguy rồi, một khi đánh nhau, dựa vào thân phận phía sau đám học sinh này, làm không tốt sẽ là một hồi phong ba bão táp lớn. Đúng vậy, nhanh đi ngăn cản. Nghĩ vậy, sắc mặt tất cả trưởng lão đồng thời thay đổi, cũng ngồi không yên được nữa, đồng loạt đứng dậy. Nếu quả thật xảy ra chuyện lão sư đánh nhau học sinh, Thiên Vũ học viện bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười cho tất cả vương quốc xung quanh. Làm không tốt danh sư đường cũng sẽ đích thân đứng ra. Ý thức được sự việc nghiêm trọng, mười mấy trưởng lão phong trần mệt mỏi, vô cùng lo lắng lao vọt về phía phòng học của Trương Huyền hiện tại. Kết thúc rồi, mau nhìn đi. Còn chưa tới đến phía trước, một trưởng lão liền không nhịn được kêu thảm. Dựa theo tiếng la, mọi người vội vàng nhìn lại. Lập tức nhìn thấy được một nữ sinh quỳ thẳng tắp ở bên ngoài phòng học, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nàng, tất cả mọi người đều thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa lập tức chết rồi. Chính là Mộc Tuyết Tình gây ầm ĩ nhất lớp này. Nhà đầu kia thiên phú tốt, tu vi cao, lại có bối cảnh, bình thường cũng rất khiến cho lão sư đau đầu. Trực tiếp để cho nàng quỳ ở ngoài cửa. Liễu lão sư, người đây là muốn chọc thủng trời à? Bọn họ vội vã đi tới trước mặt. Tuyết Tình chất nữ, thế nào lại quỳ ở chỗ này, mau đứng lên. Một trưởng lão đi tới trước. Vị trưởng lão này, ngay cả danh sư học đồ cũng không tính. Gặp phải phụ thân của Mộc Tuyết Tình, cũng phải tôn kính gọi một tiếng Mộc đan sư. Nhìn thấy được cục diện này, còn có thể đứng được sao? Ta không dậy. Mộc Tuyết Tình lắc đầu. Là ta làm sai, cam tâm tình nguyện bị phạt. Nếu như bây giờ đứng lên, Liễu lão sư nhất định sẽ đuổi học ta. Ta còn có mặt mũi nào về nhà nữa? Liễu lão sư kia chúng ta sẽ xử lý. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nói ra một vài thỉnh cầu khóc lóc kể lể, xử lý Liễu lão sư. Bạch trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại nói ra lời này. Hắn sửng sốt,
lời nói ra phân nửa liền ngậm ở trong miệng, con mắt trợn tròn. A, à, nàng nói cái gì? Nàng, cam tâm tình nguyện bị phạt, làm sai. Các trưởng lão khác cũng bối rối. Mộc Tuyết Tình ở học viện, bị người ta gọi là tiểu ma nữ, đủ thấy vô pháp vô thiên đến trình độ nào. Lúc này nàng quỳ gối ở cửa thừa nhận mình sai. Thế nào lại cảm giác không cho người ta tin tưởng như thế? Đúng vậy, trải qua lão sư giáo dục, ta ý thức được mình chưa đủ, cam tâm tình nguyện trở thành học sinh của hắn, vẫn mong mấy vị trưởng lão không nên khuyên nữa. Ánh mắt Mộc Tuyết Tình kiên định. Vị Liễu lão sư vừa rồi mở miệng một cái liền nói ra vấn đề trên người nàng, còn chỉ điểm ra tình hình của những bạn học khác, tuyệt đối là một người có bản lĩnh lớn. Chương 508, các trưởng lão nghi ngờ 2. Chuyện đan độc, nàng cũng nghe phụ thân nói qua, chỉ cần là người tu luyện, đều sẽ gặp phải, chuyện không có cách nào khác. Vị Liễu lão sư này thuận miệng nói ra, có lẽ cũng có thể giải quyết. Cơ hội giống như vậy, lão sư như vậy, một khi bỏ qua, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Nàng tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng không ngốc. Giáo dục, ý thức được chưa đủ. Đám người bạch trưởng lão giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Từ khi nào Mộc Tuyết Tình này nghe lời như vậy? Nếu như sớm như vậy, cũng không đến mức khiến cho mấy vị lão sư tức giận bỏ chạy. Bạch trưởng lão, người nói có thể bởi vì vị Liễu lão sư này. Động thủ hay không? Một trưởng lão ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Thân thể mọi người run lên. Thật sự là có khả năng. Học sinh trước kia, chính là bị đánh một trận, thay đổi thái độ. Vị Mộc Tuyết Tình này sẽ không phải cũng vậy chứ. Nghĩ vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía trên người nữ hài, lại phát hiện trên người nàng một chút thương tích cũng không có. Két! Bọn họ đang cảm thấy kỳ quái, cửa phòng mở ra. Một đệ tử đi ra, đó chính là Mạnh Đào. Học tỷ, lão sư cho học tỷ tiến vào trong. Vâng, nghe được lão sư cho phép, Mộc Tuyết Tình thoáng cái nhảy lên, vẻ mặt hưng phấn vọt vào, ngay cả chào hỏi cũng không làm. Thế này, không giống bị đánh lắm. Sắc mặt nghẹn đỏ lên, một trưởng lão không nhịn được nói. Nếu như là bị đánh khuất phục, trên người luôn luôn có vết thương. Cho dù không bị thương, bị người đánh cho một trận, khẳng định sinh lòng oán hận. Hiện tại để cho nàng tiến vào trong, nàng hưng phấn trực tiếp xông vào, vẻ mặt kích động ửng đỏ. Ai đã từng thấy người bị đánh xong, vẻ mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc, đầy hưng phấn. Nhưng, nếu như không phải đánh cho một trận, nhà đầu này ai cũng không phục, làm sao có thể ngoan ngoãn như vậy, thậm chí quỳ ở ngoài cửa. Ngươi tên là Mạnh Đào đúng không? Thấy thiếu niên vẫn chưa tiến vào, một trưởng lão vội vàng hô một tiếng. Ra ra ngươi Mạnh Phàm và ta là bạn tốt, chúng ta lần trước đã gặp. Kim trưởng lão, nghe được tiếng kêu, lúc này mới chú ý tới cửa có nhiều người như vậy, thân thể Mạnh Đào cứng đờ, vội vàng ôm quyền. Vị Kim trưởng lão này và ra ra hắn là bạn tốt, đã gặp nhiều lần. Liễu lão sư các ngươi, không, dùng cách xử phạt về thể xác đối với các ngươi chứ? Kim trưởng lão hỏi. Mấy vị trưởng lão khác cũng liền vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên. Dùng cách xử phạt về thể xác. Mạnh Đào sửng sốt. Liễu lão sư thái độ hòa ái, làm sao có thể dùng cách xử phạt về thể xác? Vậy, Mộc Tuyết Tình vừa rồi. Kim trưởng lão chỉ một cái. A, à, là Mộc học tỷ tự nguyện. Lão sư cái gì cũng chưa nói, chính là bảo nàng dọn dẹp đồ một chút, rời khỏi phòng học này, đi lớp học khác. Học tỷ không tình nguyện, vẫn quỳ ở bên ngoài. Mạnh Đào nói. Tự nguyện. Tất cả trưởng lão lại đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, có lão sư dám nói đối với nàng như vậy, vị đại tiểu thư này không phải sẽ gầm thét đến tai trưởng lão viện sao? Thế nào cái gì cũng không nói, cam tâm tình nguyện quỳ. Các vị trưởng lão. Liễu lão sư đang giảng bài, ta cũng không muốn nói nhiều, từ biệt. Không nói thêm gì nữa, Mạnh Đào vội vàng đi vào gian phòng. Chuyện này, thấy bộ dạng người này cũng như vậy, các trưởng lão thật sự không nhịn được đẩy cửa lớn của phòng học ra một khe hở, nhìn vào. Xuyên qua khe cửa nhìn về phía trong, chỉ thấy tất cả học sinh, mỗi một đầy cung kính đứng ở trước mặt Liễu lão sư, thông minh linh lợi nói không nên lời. Liễu lão sư bảo bọn họ làm gì? Bọn họ liền làm cái đó, hoàn toàn không có chút nói thừa và động tác dư thừa. Thực sự là lớp náo động nhất, khó quản lý nhất của học viện sao? Thế nào thoáng cái tất cả đã thay đổi thành bộ dạng này? Cho dù Liễu lão sư có bản lĩnh có thể để cho học sinh tin tưởng và nghe theo, lúc này mới bao lâu?
tổng cộng không được nửa canh giờ, khiến học sinh bướng bỉnh nhất phải cúi đầu nghe lệnh, không dám thở mạnh. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão đều hôn mê. Chương 509, 3 câu, 1. Phòng học. Mục Tuyết Tình nhìn chằm chằm vào phía trước, mắt cũng không nháy mắt một chút. Để cho nàng đi vào, vốn tưởng rằng Liễu lão sư sẽ nói cái gì đó, kết quả chỉ là đứng ở một bên, hắn tiếp tục chỉ điểm cho những bạn học khác. Lúc ngươi tu luyện, có phải cảm thấy thời điểm chân khí lưu chuyển qua ngực, có chút bế tắc? Liễu lão sư đi tới trước mặt một thiếu niên, thản nhiên nói. Vâng. Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, vẫn gật đầu một cái. Ngươi vừa mới bắt đầu là tu luyện công pháp Thiên Vũ cơ sở bí quyết. Môn công pháp này không có vấn đề quá lớn, chỉ có điều, ở thời điểm ngươi trùng kích chân khí cảnh, tìm nhầm kinh mạch, dẫn đến thân thể xuất hiện liệt nửa người, có thể có chuyện này hay không? Có. Thiếu niên nắm đấm căng thẳng, gật đầu. Quả thật có chuyện này, chỉ có điều, đây là chuyện 2 năm trước, lão sư đã hỗ trợ giải quyết. Sau đó, ngươi sửa lại tu luyện tứ lưu chân vũ quyết. Bộ công pháp này so với cái trước có chút bình thản hơn, quả thật hóa giải vấn đề liệt nửa người của ngươi. Trên thực tế lại là trị ngọn không trị gốc, cho ngươi tai họa ngầm ẩn nấp, càng nghiêm trọng hơn. Liễu lão sư thản nhiên nhìn qua. Nghe lời của ta, hiện tại sửa lại tu luyện Đông Hỏa Công. Đông Hỏa Công. Khóe miệng Mộc Tuyết Tình giật một cái. Đây là công pháp nổi danh cuồng bạo của Thiên Vũ Học Viện. Võ giả tu luyện bình thường đều cẩn thận, rất sợ xảy ra sai lầm. Trong cơ thể hắn có vấn đề, tu luyện cái này, chẳng phải không gì đâm đầu vào chỗ chết sao? Ta, thiếu niên hình như cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, sắc mặt nhăn nhó. Yên tâm, ta ở chỗ này, sẽ không xảy ra vấn đề. Liễu lão sư vẫy bàn tay một cái. Được, người thiếu niên cắn răng một cái, gật đầu. Đông Hỏa Công không tính là công pháp chân quý gì cả, phòng học cũng có. Trước đó hắn cũng xem qua. Hắn lại mang tới một quyển, tiện tay lật xem một lần, bắt đầu tu luyện. Chân khí ở bên trong thân thể vận chuyển, sắc mặt thiếu niên lúc đỏ lúc trắng, giống như là thừa nhận thống khổ khó có thể ngăn chặn. Thời điểm Mộc Tuyết Tình cảm thấy khẳng định không chịu nổi, sẽ tẩu hỏa nhập ma, khí tức hắn đột nhiên chuyển động một cái. Ầm ầm, một tiếng chân khí đột phá vang lên, khí thế trong cơ thể thiếu niên xông thẳng lên trời. Đột nhiên, đột phá. Môi run rẩy. Thân thể Mộc Tuyết Tình run lên. Những bạn học khác mỗi một người cũng trợn trừng mắt lớn giống như chiêm đồng, khó có thể tin nổi. Làm bạn học mỗi ngày ở cùng một chỗ, tình hình của thiếu niên này, bọn họ biết rất rõ. Hắn ở trong cảnh giới hiện tại này, hơn nửa năm không tiến bộ. Trước đó một lão sư sử dụng rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả nàng, cũng nhờ cậy phụ thân, mua một viên đan dược chân quý. Kết quả, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Dựa theo cách nói của lão sư trước đó, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, tiến hành theo chất lượng, ít nhất 2 năm mới có thể có tinh tiến. Kết quả, vị Liễu lão sư này chỉ để cho hắn sửa lại, tu luyện một bộ công pháp, liền trực tiếp đột phá. Có cần khoa trương như vậy hay không? Ngươi không phải là lực lượng bế tắc, mà là chân khí xuất hiện vấn đề. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người. Liễu lão sư cách đó không xa dường như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tiếp tục nhìn về phía người bạn học. Kế tiếp, gần 10 phút sau, khí tức của người bạn học này xoay chuyển một cái, lực lượng nhanh chóng bay lên, cũng, ầm. Một tiếng, phá tan gông cùm xiềng xích, thành công thăng cấp. Ầm, 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 ầm. Chưa tới 2 canh giờ, trong phòng gần như tất cả học sinh, tu vi đều có tiến bước nhảy vọt. Vị Liễu lão sư này trước mắt lại giống như tiên nhân sửa dở thành hay. Thuận miệng chỉ điểm vài câu, là có thể chính xác tìm ra vấn đề tồn tại trong tu luyện, đồng thời tiến hành giải quyết. Sắc mặt trắng bệch, cơ bắp toàn thân Mộc Tuyết Tình cứng đờ giống như gỗ. Cảnh tượng như vậy thật sự khiến cho người ta quá chấn động kinh ngạc. Trái tim không tốt, sợ rằng sẽ lập tức phát điên mất. Phụ thân là luyện đan sư nhị tinh, địa vị khá cao. Bình thường nàng cũng đã gặp không ít giáo sư sao kim, thậm chí danh sư. Có lẽ cho dù là danh sư, cũng không có lợi hại như vậy. Thuận miệng chỉ điểm, khiến tất cả học sinh đột phá. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù có thể tưởng tượng. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Sợ rằng, đã có thể so sánh cùng Trương sư. Nuốt nước miếng, thái độ của nữ hài hoàn toàn thay đổi. Trước đó, nghe được vị lão sư này dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh,
nàng rất phẫn nộ, thậm chí mang theo sự chán ghét. Bây giờ thấy đối phương tiện tay chỉ điểm, khiến cho mỗi một người đều đột phá, giờ nàng mới hiểu được, vị lão sư này tuyệt đối là một người đặc biệt lợi hại. Thậm chí so với danh sư Trương Huyền thần tượng của nàng, cũng hoàn toàn không yếu. Học viện từ nơi nào tuyển dụng tới một quái thai như vậy? Liếc mắt thoáng nhìn về những bạn học khác, Mộc Tuyết Tình lại run lên. Ánh mắt những bạn học này nhìn về phía Liễu lão sư, cũng thay đổi, đầy sùng bái, tin tưởng và nghe theo. Xem ra, cho dù nàng mở miệng lần nữa, khiến cho mọi người đối nghịch cùng đối phương, chắc hẳn cũng sẽ không nghe lời. Cho tới trưa, không đến hai canh giờ, khiến mọi người tín nhiệm, đuổi kịp và vượt qua nàng. Cho dù tận mắt nhìn thấy được, nàng cũng cảm thấy giống như là muốn điên rồi. Đến ngươi, không quan tâm tới Mộc Tuyết Tình chấn động kinh ngạc muốn phát điên, Trương Huyền nhìn về phía một thiếu niên trước mắt cách đó không xa. Đây là người học sinh cuối cùng của lớp này, Lộ Trùng, võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh sơ kỳ. Thấy lão sư đi tới trước mặt, người thiếu niên cũng không nói một lời nào, chỉ là ôm quyền, yên tĩnh đứng tại chỗ. Liễu lão sư, Lộ Trùng không thích nói chuyện. Mạnh Đào vội vàng đi tới trước mặt. Ừ, nghe nói hắn bất kể là tu vi hay gia thế, đều rất bình thường, là ở ngoài cửa quỳ tròn 7 ngày 7 đêm, mới được đặc biệt thu. Nhớ tới miêu tả trong tài liệu của học viện, Trương Huyền nói. Lớp học này, phần lớn học sinh phía sau đều có bối cảnh rất mạnh. Chỉ có Lộ Trùng vị trước mắt này, thân thế không rõ, gia thế không rõ, viết cực kỳ hàm hồ. Điều duy nhất ghi lại chính là, hắn bái sư nhập môn, là ở bên ngoài quỳ 7 ngày 7 đêm. Vâng. Mạnh Đào gật đầu. Chương 510, 3 câu 2. Vì bái sư, có thể quỳ thời gian dài như vậy, là có một người tinh thần cương quyết. Chỉ có điều, tu luyện chỉ dựa vào tinh thần cương quyết không được. Trương Huyền lắc đầu. Vị trước mắt này, trong toàn bộ lớp tuyệt đối là người có thể chịu được cực khổ nhất. Đáng tiếc, nhập môn 2 năm, cũng chỉ từ bì cốt cảnh sơ kỳ, đạt được đỉnh lực cảnh sơ kỳ. Chỉ là tăng một cấp lớn. Người bây giờ tu luyện công pháp là Hàn Vũ Quyết. Cảm thán một câu, hắn tiếp tục nhìn về phía Lộ Trùng trước mắt. Người thiếu niên gật đầu, vẫn không nói một lời. Liễu sư đừng trách, hắn luôn như vậy, chúng ta đều ở cùng một chỗ 2 năm, tổng cộng nghe hắn nói cũng không quá 3 câu. Thấy người này vẫn không nói lời nào, Mạnh Đào có chút xấu hổ, lần nữa nói. À, 2 năm nói không quá 3 câu. Trương Huyền khẽ cười. Có thể hiện tại ta sẽ khiến hắn nói vượt quá 3 câu. Mạnh Đào sửng sốt, tất cả mọi người cũng đều hoàn toàn không tin. Ngay cả Mộc Tuyết Tình đứng một bên cũng không nhịn được lắc đầu. Lộ Trùng này so với người câm điếc không có gì khác nhau. Cho dù nàng có tên là đại mỹ nữ của Thiên Vũ Học Viện này, đối phương cũng chưa bao giờ nói qua một câu. Trước đó, thời điểm một lão sư dạy học, cũng là nói cái gì làm cái đó, một chữ cũng không sẽ thốt ra. Nếu không phải biết hắn có thể nói, mọi người cũng sẽ cảm thấy có phải hắn là người câm hay không. 2 năm cũng nói không quá 3 câu, hiện tại để hắn vượt qua, làm sao có thể? Không tin. Nhìn ra được mọi người nghi ngờ, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ngươi cũng không tin. Lộ Trùng vẫn im lặng. Tốt lắm. Không để ý tới điều này, Trương Huyền vừa nâng mí mắt, chắp hai tay ở sau lưng. Dựa theo ngươi tu luyện như vậy, trong vòng 10 năm cũng không đột phá nổi ích huyệt cảnh, đời này sợ rằng cũng không có cách nào. Báo thù. Báo thù. Mọi người sửng sốt, làm sao đang nói tốt, lại nói ra chuyện báo thù. Ở chung với Lộ Trùng 2 năm qua, chưa từng nghe nói qua hắn có thù oán với ai. Bọn họ đang kỳ quái, chỉ thấy người thiếu niên từ không nói lời nào, giống như câm điếc vậy, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng, thân thể khẽ run lên. Lão sư làm sao biết được ta muốn báo thù? Ngươi không cần phải quan tâm ta làm sao biết được, thù hận nén ở trong lòng. Có thể là động lực, cũng có thể là ngăn cản. Người bây giờ ép tâm sự quá lợi hại, sẽ chỉ làm tu vi bị gông cùm xiềng xích, khó có thể đột phá. Ta biết ngươi không nói lời nào, là sợ sống không nhịn được, nói ra thù tên của người, gặp phải trả thù. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Yên tâm, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bảo vệ ngươi trong vòng 10 ngày, có thể báo thù. 10 ngày. Trong mắt Lộ Trùng đầy không thể tin được. Kẻ thù của ta. Là cường giả thông huyền cảnh. Hắn chỉ có đỉnh lực cảnh sơ kỳ, kẻ thù là thông huyền cảnh. Hai người chênh lệch 2 cấp lớn, căn bản không có khả năng vượt qua. Đừng nói 10 ngày, cho dù qua tiếp 3 năm, 5 năm,
cũng không thể nào làm được. Có thể tin, cũng có thể không tin, lựa chọn do ngươi. Chỉ có điều, cơ hội chỉ có một lần. Trương Huyền nói, ta, vẻ mặt Lộ Trùng dầu dĩ, do dự một lát, cắn răng một cái, đầu gối mềm nhũn. Bịch bịch, hắn quỳ rạp xuống đất. Vẫn mong Liễu lão sư dạy ta. Ba câu, nghe được hai người nói chuyện, mọi người phát điên. Một tòa phủ đệ rộng rãi gần danh sư đường. Lưu sư, lão sư lúc nào mới có khả năng thi xong danh sư nhị tinh trở về? Triệu Nhã không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, sáng hôm nay ta đi danh sư đường nghe có người nói, hắn đã rời khỏi Vương Thành đi thí luyện. Chắc hẳn chỉ ít hơn 10 ngày mới được. Nhớ tới câu trả lời của danh sư đường, Lưu Lăng nói. Lâu như vậy sao? Đôi mi thanh tú của Triệu Nhã nhíu lại. Thời gian hơn 10 ngày nói dài cũng không dài lắm. Xem các ngươi nhìn nhận thế nào thôi. Như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi dạo Thiên Vũ Vương Thành, cũng coi như thêm kinh nghiệm. Nhìn tất cả đám người Triệu Nhã đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, Lưu Lăng mỉm cười. Kinh nghiệm, tốt, đi tới nơi nào? Ánh mắt Phiên Đào nhất thời sáng lên. Thiên Vũ Vương Thành vượt xa bất kỳ một tòa thành thị nào ở Thiên Huyền Vương Quốc, hắn đã sớm muốn đi dạo xung quanh, nghe nói như thế vậy còn nhịn được. Như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi tới Thiên Vũ Học Viện thăm trước. Đây chính là học phủ cao nhất trong 13 vương quốc xung quanh, thánh địa tu luyện. Danh sư của danh sư đường cơ bản cũng sẽ theo thời gian định trước qua giảng bài. Các ngươi đi xem, có thể có lợi đối với tu luyện. Lưu Lăng suy nghĩ một chút nói. Danh sư ở bên trong giảng bài. Học phủ cao nhất. Dù sao Trương sư còn cần hơn 10 ngày mới có thể trở về. Đi qua xem một chút cũng không sao. Nghe được Thiên Vũ Học Viện, danh sư giảng bài, thánh địa tu luyện, trong lòng mọi người đều thoáng động tâm. Hơn nữa, không chỉ như vậy, ta nghe nói, phong cách học tập của Thiên Vũ Học Viện thuần khiết. Muốn nghe lão sư nào giảng bài, có thể trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong, không cần trình báo trước. Các ngươi đi nghe một chút, thu thập nhiều kiến thức tăng, tuyệt đối có lợi. Lưu Lăng cười nói. Được, nghe được có thể đẩy cửa đi vào, tùy ý nghe giảng bài, tất cả mọi người đều hưng phấn gật đầu. Nói đi là đi. Không làm chậm trễ quá nhiều thời gian, đám người Triệu Nhã liền đi về phía Thiên Vũ Học Viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 511, lão sư, ta sai rồi. 1. Lão sư, thật sự có thể khiến cho ta báo thù trong vòng 10 ngày. Bên trong phòng học nhỏ phụ đạo riêng, Lộ Trùng quỳ gối trước mặt Trương Huyền, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Chuyện bản thân hắn mang huyết hải thâm cừu. Chưa bao giờ nói qua với người khác, càng không biểu hiện ra ngoài. Vì đề phòng nói mớ tiết lộ các loại, hắn trực tiếp giả dạng làm người câm điếc, tự tin không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng vị Liễu lão sư trước mắt này, chỉ nghe được chuyện trước kia và trạng thái tu hành của mình, lại suy đoán ra mình trên lưng mang thù lớn. Điều này, năng lực quá kinh khủng. Mấu chốt nhất chính là, hứa hẹn mình 10 ngày báo thù. Kẻ thù của hắn lại là cường giả thông huyền cảnh. Nếu đơn giản như vậy, hắn cũng không cần ngày đêm khổ sở tu luyện suốt 2 năm qua. Nếu nói như vậy, tất nhiên có phương pháp. Chỉ có điều, phương pháp của ta rất thống khổ, có thể chịu được hay không, lại phải xem chính bản thân ngươi. Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Đối với người học sinh này, hắn hết sức hài lòng. Vì tăng thực lực, quỳ ở trước cửa 7 ngày 7 đêm, sợ tiết lộ tin tức, giả vờ tròn 2 năm câm điếc. Bất kể bên nào. Đều nói rõ tâm trí của hắn cường đại, lực ý chí kiên cường. Người như thế tuy rằng thiên phú không được tốt lắm, nhưng chỉ cần cố gắng bồi dưỡng, thực lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh, vượt quá Mộc Tuyết Tình chỉ là vấn đề thời gian. Không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng đặc biệt phí nhiều nước miếng như vậy. Hắn thu học sinh, nhìn tâm tính, nhìn lực ý chí, về phần thiên phú. Có hắn ở đây, không tính là cái gì. Chỉ cần có thể báo thù, thống khổ lớn hơn nữa ta cũng có thể chịu được. Lộ Trùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Rất tốt. Chắp hai tay ở sau lưng, ánh mắt Trương Huyền sâu thẳm. Trong chức nghiệp đặc biệt, có một loại khiến người ta không muốn tiếp xúc, cũng không muốn nhắc tới, là độc sư. Không biết ngươi đã nghe nói qua không? Từng nghe nói. Lộ Trùng gật đầu. Trước đây hắn cũng muốn học tập chức nghiệp độc sư, đáng tiếc không tìm được phương pháp. Lẽ nào lão sư người? Hắn thoáng có chút sửng sốt, nghi ngờ nhìn qua. Độc sư, không phải bị những chức nghiệp khác xa lánh, rất ít khi lộ diện sao?
chẳng lẽ vị lão sư này nắm giữ loại chức nghiệp này? Hoặc muốn cho hắn học tập? Ta không phải là độc sư, cũng sẽ không cho ngươi học tập. Hình như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trương Huyền thản nhiên nói. Ta có một bộ phương pháp, có thể khiến cho thực lực ngươi tăng nhanh chóng. Chỉ có điều, cần phải mượn độc dược, đối với tu luyện về sau không có hại, lại phải nhận thống khổ, cực lớn cửu tử nhất sinh, không chịu nổi sẽ phải chết. Hắn nói, tất nhiên là phương pháp tu luyện độc thể nhìn thấy được ở độc điện. Độc thể, sau khi luyện thành, không chỉ có thể dùng kịch độc không gặp phải tổn thương, lực lượng, tinh thần, lực nhanh nhẹn đều sẽ tăng lên rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta bạo phát ra lực lượng cường đại hơn. Muốn cho vị trước mắt này, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng mạnh, ngoại trừ thần công thiên đạo, cũng chỉ có một biện pháp này. Bình thường độc sư tu luyện, lấy thân độc này, đều sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Giống như cổ mục trước đây, tồn tại dạng này, nội thương như vậy. Nhưng bộ này của Trương Huyền, trải qua đồ thư quán chỉnh lý, ảnh hưởng tiêu cực đã rất nhỏ. Chỉ có điều, không có chân khí thiên đạo duy trì, muốn tu luyện, cũng không dễ dàng như vậy, cần phải nhận thống khổ cực lớn mới có khả năng hoàn thành. Nếu lộ trùng này có nghị lực như vậy, để cho hắn thử xem, có lẽ lại có thể tạo được hiệu quả không tệ. Bất kể bao nhiêu thống khổ, chỉ cần có thể báo thù, ta đều nguyện ý. Ánh mắt lộ trùng kiên định, trong ánh mắt mang theo sự kiên quyết. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn tu luyện, đối phương cũng tu luyện. Dựa vào thiên phú của hắn 2 năm mới nâng cao một bậc, muốn vượt qua đối phương, cho dù khổ công 8 năm 10 năm, cũng không nhất định có thể làm được. Vị Liễu lão sư này nếu nói 10 ngày có thể khiến cho hắn báo thù, vậy khẳng định có thể làm được. Tận mắt nhìn thấy được đám bạn học trong cả lớp hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực, có ngốc cũng biết, vị lão sư này chính là có bản lĩnh lớn chân chính. Thấy ánh mắt hắn kiên định, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, âm thanh rất nặng, mang theo sự lạnh lùng. Ta truyền thụ công pháp của ngươi, cũng không thể truyền ra cho bất kỳ kẻ nào. Bằng không, không cần ta động thủ, chân khí lại sẽ tự động cắn trả, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vâng. Lộ trùng gật đầu, một tay giơ lên. Lộ trùng ta xin thề, Liễu lão sư truyền thụ công pháp bí tịch cho ta, nếu như có lộ ra ngoài, khiến cho ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ừ. Trương Huyền cũng không nói một lời nào, ngón tay điểm một cái. Một luồng chân khí chui vào huyệt đạo của đối phương, lặng lẽ ẩn nấp. Hắn truyền thụ công pháp quá mức kinh người. Một khi truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Mặc dù đối phương phát lời thề, hắn vẫn càng tin tưởng vào chính mình hơn. Trải qua học tập và nghiên cứu đối với độc, chân khí thiên đạo của hắn có thể một ý niệm là độc, một ý niệm là thuốc. Nếu như đối phương giữ mồm giữ miệng, luồng chân khí này hoàn toàn có thể giúp hắn dọn sạch cản trở trong kinh mạch, giúp đỡ nâng cao tu vi, sử dụng lực lượng làm sằng làm bậy, cũng có thể độc giết hắn. Tu luyện độc thể, cần phải có độc dược phối hợp. Trên người ta bây giờ không có những dược vật này, công pháp ngày mai lại truyền thụ cho ngươi. Chỉ có điều, ngày hôm nay thật ra có thể truyền thụ một bộ công pháp khác, khiến cho thể chất của ngươi tăng lên rất nhiều. Chỉ có lực lượng tăng, mới có khả năng chống đỡ kịch độc tập kích, không bị chết. Làm xong chuẩn bị, Trương Huyền nhìn qua. Ta chỉ nói một lần, có thể nhớ kỹ được bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, dựa vào năng lực cá nhân của ngươi, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Học sinh sẽ không để cho lão sư thất vọng. Lộ trùng gật đầu. Rất tốt, đây là bộ công pháp luyện thể của ta. Trương Huyền lập tức mở miệng. Hắn nói chính là thiên đạo kim thân. Đương nhiên, hắn truyền thụ giống như đám người Triệu Nhã như nhau, thuộc về bản rút gọn. Tu luyện độc thể. Trải qua kịch độc, cửu tử nhất sinh. Nếu như thể chất không đủ cường đại, sợ rằng sẽ không kiên trì nổi. Bộ thiên đạo kim thân này tuy rằng không bằng cái hắn tu luyện, nhưng cũng là sản phẩm do đồ thư quán sản xuất ra, không thể khinh thường. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt, không phải là vấn đề. Chương 512, Lão Sư, ta sai rồi. 2. Vì thế, mới là thân thể hoàn chỉnh. Rất nhanh. Trương Huyền đọc xong khẩu quyết một lần. Đa tạ lão sư ban thưởng hậu. Nghe xong công pháp, thân thể lộ trùng run rẩy, kích động tới mức sắc mặt đỏ lên. Hắn đi tới Thiên Vũ Học Viện 2 năm, tu luyện tới đỉnh lực cảnh sơ kỳ, gặp qua không ít công pháp, cũng biết một ít pháp quyết luyện thể. Mấy thứ này so với thứ vị Liễu lão sư này vừa dạy, quả thực ngay cả rác rưởi cũng không tính. Loại công pháp cấp bậc như vậy,
ít nhất đạt tới quỷ cấp đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Tùy tiện lấy ra đi bán đấu giá, đều tuyệt đối là giá trên trời. Thậm chí Vương Thất Thiên Vũ cũng sẽ điên cuồng vì nó. Công pháp chân quý như thế, lão sư lại tùy tiện dạy. Phần ân tình này, hắn căn bản không có cách nào báo đáp. Tu luyện. Không để ý tới sự cảm kích của hắn, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Vâng. Biết lão sư không thích nói thừa, Lộ Trùng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu tu luyện. Thiên đạo kim thân, nơi chân khí chạy qua, gần như tất cả đều là con đường chính xác. Tu luyện một lát, Lộ Trùng lại cảm thấy toàn thân đau tê dại, thư thái một hồi. Thậm chí trên người có nội thương, ở trong nháy mắt đã bị loại trừ. Lợi hại. Không biết qua bao lâu, cơ bắp toàn thân vang lên những tiếng động giống như tiếng pháo nổ, khí thế toàn thân tăng lên rất nhiều. Bù. Lộ Trùng mở mắt. Lúc này, hắn cảm thấy trên người có lực lượng không dùng hết. Ừ, không tệ, một canh giờ, lại đạt được tiểu thành, nói rõ nền tảng của ngươi không tệ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Đối phương vì báo thù, khổ gì cũng chịu, thân thể khẳng định đã sớm rèn luyện qua. Bằng không, một canh giờ đã muốn khiến cho thiên đạo kim thân bản rút bớt tiểu thành, cũng làm không được. Đi ra ngoài đi, chắc hẳn những bạn học khác của ngươi, đều đang chờ đợi sốt ruột. Thấy hắn tu luyện xong, Trương Huyền đẩy cửa ra khỏi phòng. Hai người tiến vào, đã hơn một canh giờ. Đám học sinh chờ ở bên ngoài, chỉ sợ đã sớm sốt ruột. Bên trong lớp học, Liễu lão sư nói, 10 ngày khiến Lộ Trùng có thể thắng được cường giả thông huyền cảnh. Điều này, có khả năng sao? Đến bây giờ, trên mặt mỗi đệ tử đều không thể tin được. Ta cũng không biết, chỉ có điều, Liễu lão sư thuận miệng chỉ điểm, khiến chúng ta đột phá. Ta cảm thấy năng lực quan sát mạnh mẽ, không thể kém hơn so với danh sư. Ta từng nghe danh sư giảng giải, so với lão sư trước kia của chúng ta cao thâm hơn một ít. Nhưng so với Liễu lão sư, ta cảm thấy, còn có chút không bằng. Đúng vậy, lợi hại như vậy, hắn thật sự chỉ là một lão sư bình thường sao? Bọn họ bàn luận ầm ĩ. Ban đầu, bọn họ đối với vị lão sư này còn ôm sự thù địch. Kết quả hắn vừa mở miệng chỉ điểm, mọi người lập tức đã biết gặp phải một lão sư tốt, đều phản chiến. Thông huyền cảnh, lực lượng vượt quá 100 đỉnh, một quyền có thể chặt cây mở núi. Lộ Trùng hiện tại chỉ là đỉnh lực cảnh sơ kỳ, chênh lệch quá nhiều. 10 ngày, làm sao có thể? Mộc Tuyết Tình lắc đầu. Nàng bây giờ là ích huyệt cảnh, biết độ khó khi lực lượng tăng trưởng. Ngắn ngủi 10 ngày, có thể khiến cho Lộ Trùng từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ, đạt được trung kỳ đã rất tốt. Vượt qua hai cấp lớn, cùng cường giả thông huyền cảnh chiến đấu. Nghe không có gì khác so với khoác lác. Đúng vậy. Mạnh Đào cũng gật đầu. Trước đây hắn từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ, đạt được hậu kỳ, lại tốn vô số tâm huyết, hao phí thời gian gần một năm. Trong khoảng thời gian ngắn nâng cao, hắn cũng không quá tin tưởng. Két! Bọn họ đang xúc động, cửa phòng mở ra, Liễu lão sư và Lộ Trùng đi ra. Lúc này, toàn thân Lộ Trùng tinh khí no đủ, hai mắt sáng như điện, trong cơ thể bạo phát lực lượng, giống như sóng chiều lao nhanh, khiến người ta bị đè ép rất mạnh. Đỉnh lực cảnh, đỉnh phong! Cảm nhận được khí thức này, Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào câm nín, mắt trợn trừng sắp rơi ra. Hắn mới cùng Liễu lão sư tiến vào trong bao lâu? Khoảng một canh giờ, lại từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được đỉnh phong. Hai người cảm thấy muốn nôn ra máu. Bọn họ tu luyện, nâng cao một cấp bậc, giống như ốc sên. Mấy tháng không động được một điểm, vị Liễu lão sư này dẫn Lộ Trùng vào một hồi, liền tiếp theo đột phá mấy cấp bậc nhỏ. Có cần khoa trương như vậy hay không? Thật ra bọn họ không biết, Lộ Trùng tu luyện thiên đạo kim thân bản rút bớt tiểu thành, chỉ dựa vào lực lượng, đã vượt qua đỉnh lực cảnh đỉnh phong bình thường. Phối hợp chân khí, hắn đã nắm giữ lực lượng tròn 5 đỉnh. Đỉnh lực cảnh đỉnh phong bình thường, cũng không quá 4 đỉnh mà thôi. Cái này, thật lợi hại. Học tỷ, ta thấy học tỷ vẫn nên chủ động nhận sai, đi. Lão sư tốt như thế, đi nơi nào tìm được. Đè nén khiếp sợ trong lòng. Mạnh Đào không nhịn được truyền âm. Hắn nói phân nửa, thấy không có câu trả lời, cho rằng tính cách học tỷ quá ngạo, không muốn khuất phục, vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn, hắn thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chỉ thấy Mộc Tuyết Tình tiểu ma nữ cao ngạo vô cùng cũng không chịu nhận sai, bịch bịch quỳ rạp xuống trước mặt Liễu lão sư, vẻ mặt thành khẩn. Lão sư, ta sai rồi. Xin hãy tha thứ,
sau này lão sư phân phó ta làm cái gì, thì ta làm cái đó, không dám có chút làm trái. Cho dù vị danh sư thiên tài Trương Huyền kia qua, ta cũng sẽ coi hắn thành không khí, liếc mắt nhìn cũng không nhìn. Trương Huyền. Chương 513, hai nữ tử tranh đấu, một. Đứng lên đi. Phiền muộn một hồi, Trương Huyền nâng Mộc Tuyết Tình dậy. Hắn còn không có công sức đi tính toán với một đệ tử. Nói đổi học chỉ là một lần ra oai phủ đầu cho đối phương, khiến cũng cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhà đầu kia bởi vì nguyên nhân tiên thiên, từ nhỏ dùng đan dược, đan độc đã xâm nhập vào trong cơ thể, giống như gông cùm xiềng xích kinh mạch. Muốn giải trừ loại chất độc này, cần nàng tín nhiệm không giữ lại chút nào. Cho nên, hắn mới cố ý vắng vẻ. Nàng có thể nghĩ thông suốt, quý trọng cơ hội lần này, hắn không ngại ra tay cứu chữa. Nàng không nghĩ ra, không quý trọng, đối với Trương Huyền mà nói, cũng không tính là gì cả. Chẳng qua là ít đi một đệ tử mà thôi. Chỉ cần nguyện ý, 10 ngày, 8 ngày là có thể đào tạo ra một học viên thực lực vượt xa nàng. Đan dược cho dù có độc, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bằng không, chức nghiệp luyện đan sư này sẽ không có địa vị cao như vậy. Rất sợ nữ hài lại nói ra lời gì, Trương Huyền trực tiếp giải thích. Sở dĩ tình hình của nàng nghiêm trọng, là bởi vì pháp quyết tu luyện, có tác dụng nhanh chóng khuếch tán dược lực. Điều này có thể khiến cho dược hiệu rất nhanh phát huy ra. Đáng tiếc, cũng sẽ thuận lợi hấp thu đan độc tiến vào trong cơ thể. Năm này tháng nọ chồng chất lên, không có cách nào loại bỏ. Nàng lặng lẽ viết ra công pháp, ta giúp nàng sửa chữa một chút, sau đó chiếu theo tu luyện, chắc hẳn là không cần 10 ngày, có thể loại bỏ đan độc lắng đọng trong cơ thể, thực lực cũng sẽ có tinh tiến. Đối với các danh sư khác mà nói, cho dù tam tinh, tứ tinh, muốn giải quyết những đan độc này, cũng rất khó khăn. Nắm giữ công pháp thiên đạo chính xác nhất, muốn xử lý giải quyết, không tính là gì cả. Vâng. Mộc Tuyết Tình không dám do dự, vội vàng chép ra công pháp mình học tập một lần. Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, sửa đổi mấy chỗ, để cho nàng một lần nữa tu luyện. Sau nửa canh giờ, Mộc Tuyết Tình lại cảm thấy toàn thân sảng khoái một hồi. Gông xiềng giam cầm ở trên người trước đó, dường như trong nháy mắt được giải ra. Từ trong tới ngoài, thoải mái một hồi, thậm chí thực lực cũng đột phá một cấp bậc nhỏ, lại mở ra một huyệt đạo. Cảm nhận được trên thân thể biến hóa, nàng rốt cuộc biết vị Liễu lão sư trước mắt này có bao nhiêu nghịch thiên. Được rồi, buổi dạy ngày hôm nay lại đến đây thôi. Tất cả đều trở về đi. Xử lý xong chuyện của nàng, không để ý tới sự cảm kích của đối phương, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Mọi người đồng thời gật đầu, lui ra ngoài. Rời khỏi phòng học, đi ở sân trường, những học sinh có liên quan không thể tiếp tục kìm chế được hưng phấn trong lòng. Liễu lão sư thật sự quá lợi hại, trải qua sự chỉ điểm của hắn, ta phát hiện những gì mình tu luyện trước đó đều sai. Dựa theo phương thức tu luyện hiện tại, không tới 3 tháng, tuyệt đối có thể đột phá đến đỉnh lực cảnh. Ta cũng vậy, sau khi tu luyện qua, toàn thân thoải mái một hồi. Lực lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng, thật không nghĩ tới vấn đề trước đây chưa bao giờ chú ý, lão sư vừa nói, lại khiến cho ta tiến bước lớn như vậy. Đây mới thực sự là lão sư lợi hại, hóa mục nát thành thần kỳ. Các ngươi thấy không, chuyện hắn chỉ điểm, chúng ta trước đây đều biết, chỉ là căn bản không nghĩ tới có thể liên kết cùng một chỗ. Ta còn tưởng rằng trường học sẽ giống như trước đây, phái một lão sư rất kém cỏi tới. Không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Mắt của mỗi một người đều tỏa ánh sáng. Tuy rằng chỉ cùng vị lão sư này tiếp xúc trong thời gian không lâu, bọn họ lại hoàn toàn bái phục. Tùy tiện chỉ điểm cho chúng ta, khiến thực lực tăng mạnh. Loại năng lực này, cho dù một vài danh sư cũng kém hơn so với hắn. Nghe được tiếng bàn luận của mọi người, Mạnh Đào không nhịn được xúc động. Đúng vậy, ta đã gặp danh sư, thậm chí còn may mắn từng được Ngọc Phù chương trình học của Khương Đường Chủ, đặc biệt từng nghe suốt một canh giờ. Tuy rằng nói không tệ, nhưng so với Liễu lão sư, năng lực nói chúng trọng tâm vẫn kém hơn. Mộc Tuyết Tình gật đầu. Bởi vì nguyên nhân gia thế, nàng từ nhỏ đã cùng không ít danh sư tiếp xúc qua. Thậm chí bài giảng của Khương Đường Chủ nàng cũng đã từng nghe. Nhưng thật sự lại nói tiếp, tất cả ngôn ngữ cũng không có sắc bén giống như Liễu lão sư, nói thẳng chúng chỗ yếu hại, khiến người ta nhất thời sửa đổi, lại có tiến bộ cực lớn. Bài giảng của Khương Đường Chủ cũng không bằng, chẳng lẽ vị Liễu lão sư này của chúng ta, trên phương diện giảng bài đã vượt qua danh sư nhị tinh. Mạnh Đào không thể tin được. Không chỉ Khương Đường Chủ, ta thậm chí cảm thấy, vị thiên tài danh sư Trương Huyền kia, cũng còn xa mới bằng được.
hắn cũng chỉ là thiên phú bản thân mạnh mẽ, thời điểm sát hạch danh sư, gây ra động tĩnh rất lớn mà thôi. Mấy học sinh của hắn, tu vi lại không được tốt lắm. Ta nghe nói, cơ bản đều đang là đỉnh lực cảnh. Mạnh nhất cũng chỉ có ích huyệt cảnh. Mộc Tuyết Tình nói, nếu quả thật giảng bài tốt, lợi hại giống như Liễu lão sư, học sinh làm sao có thể kém như vậy? Có đối tượng sùng bái mới, nàng đối với vị danh sư thiên tài này, cũng không mù quáng như vậy nữa. Nhớ tới tin tức nghe được trước đó, so sánh cùng Liễu lão sư mình biết, liền có kết luận. Vị danh sư Trương Huyền này, cũng chỉ là thiên phú bản thân cao mà thôi. Trên phương diện giảng bài khẳng định kém hơn so với Liễu lão sư sửa dở thành hay. Bằng không, học sinh thân truyền của hắn, làm sao có thể kém như vậy? Phải biết rằng, Liễu lão sư lại công bố 10 ngày là có thể khiến cho lộ trùng có thể chiến thắng cường giả thông huyền cảnh. Học sinh của danh sư Trương Huyền, cho dù thời gian hướng dẫn ngắn, cũng tuyệt đối vượt qua 10 ngày. Vừa so sánh hai người với nhau, liền phân ra cao thấp. Nàng nói ai giảng bài không tốt, có dám lặp lại lần nữa. Vừa dứt lời, liền nghe được một giọng điệu lạnh lùng vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy một nữ xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi và mấy học sinh tuổi tương đương nhau, đứng ở cách đó không xa, đôi mi thanh tú nhíu lại, đầy không vui nhìn qua. Nhìn thấy được nữ hài này, Mộc Tuyết Tình luôn luôn tự nhận mình có khuôn mặt đẹp, cũng không nhịn được tán dương một tiếng. Chỉ có điều, nàng lập tức dâng lên lòng so sánh. Ta nói ai, liên quan gì tới nàng? Hừ một tiếng, Mộc Tuyết Tình phản bác một câu. Nàng là tiểu ma nữ, không sợ trời không sợ đất. Ở dưới quyền uy của Liễu lão sư nàng không dám nói thêm cái gì. Không biết người từ nơi nào đi ra cũng muốn dạy dỗ nàng, làm xuân thu đại mộng cái gì chứ? Nàng nói Trương Huyền danh sư giảng bài không tốt, học sinh quá kém. Nữ hài xinh đẹp đối diện, hai mắt bắn ra hàn tinh, mang theo lửa giận. Thế nào, ta nói thì đã có sao? Không nói tới thiên phú cá nhân của Trương sư, nhưng ta nghe nói mấy học sinh của hắn, thật sự rất bình thường. Tu vi kém không nói, còn giống như người quê mùa. Vừa nhìn đã biết, phương diện giảng bài của hắn không được tốt lắm. Mộc Tuyết Tình ăn mềm không ăn cứng. Ban đầu, nàng vốn vô cùng sùng bái Trương sư. Lúc này thấy trong giọng nói của nữ hài này mang theo sự uy hiếp, lập tức nói lời phản kích. Nàng, nếu nói như vậy, cũng không cần nhiều lời. Có dám theo ta quyết đấu hay không? Sắc mặt nữ hài đối diện tái xanh, rắn trắng cắn chặt. Chương 514, hai nữ tử tranh đấu 2. Quyết đấu. Mộc Tuyết Tình sửng sốt. Có phải bị bệnh hay không? Chỉ là thuận miệng nói danh sư Trương Huyền giảng bài kém hơn so với Liễu lão sư, người này lại giống như mình giết chết người nhà của nàng, không chịu buông tha. Muốn làm cái gì vậy? Chỉ có điều, thật sự quyết đấu, nàng đường đường là tiểu ma nữ, là học sinh toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng phải kể đến. Nàng cũng không có khả năng sợ hãi. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Hừ lạnh một tiếng, Mộc Tuyết Tình vùng ống tay áo lên. Học tỷ. Nhìn thấy được tiểu ma nữ nổi giận, tất cả đám người Mạnh Đào đều giật nảy mình, vội vàng khuyên can. Một nữ hài đi cùng với nữ hài xinh đẹp kia, trên mặt cũng có chút lo lắng nhìn sang. Triệu Nhã, Lưu Sư bảo chúng ta không nên gây chuyện. Giọng điệu nữ hài này nhu nhược, đầy lo lắng nhìn qua. Vương Dĩnh, nàng đừng nói nữa. Người ta đều khi dễ đến trên mặt, chẳng lẽ còn có thể nhịn. Một thiếu niên đi tới, cổ tay rung lên. Phía sau hắn, từng đoạn trường thương vặn lại cùng một chỗ. Không sai, không thể nhẫn nhịn. Bọn họ sỉ nhục lão sư của ta, sỉ nhục chúng ta, cho dù Thiên Vũ học viện lại như thế nào. Người béo mập vẻ mặt cũng dữ tợn đi tới. Không phải là ai khác, chính là đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương đến Thiên Vũ học viện đi dạo. Bọn họ đi dạo ở Thiên Vũ học viện một hồi, quả thật bị học phủ cao nhất trong 13 vương quốc này làm chấn động kinh ngạc. Đi dạo một buổi chiều, bọn họ đang định trở lại, bất chợt nghe được có người sỉ nhục Trương lão sư. Lửa giận này làm sao có thể nhịn được? Sỉ nhục bọn họ có thể, sỉ nhục Trương lão sư, tuyệt đối không được. Ở trong lòng bọn họ, Trương lão sư đã có thể so sánh với thần linh. Liễu lão sư gì đó, Khương Toàn gì đó, so sánh ra đều kém. Ta, thấy Trịnh Dương, Viên Đào đều cố gắng hết sức tán thành, Vương Dĩnh do dự cũng gật đầu. Được rồi. Năm học sinh này của Trương Huyền, tính cách đều luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Nếu không trước đây cũng sẽ không ngang nhiên ở trên đài so tài, khiêu chiến lục tầm. Hiện tại tuy rằng ở Thiên Vũ học viện, cuộc sống không quen,
nhưng có người dám sỉ nhục lão sư của bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ. Phía trước có một đài so tài, ta và nàng lại đó, người nào thua, người đó xin lỗi. Mái tóc đen nhánh của Triệu Nhã tung bay, toàn thân đứng tại chỗ, cao quý, mạnh mẽ kiên cường. Dám hay là không dám? Có gì không dám, ta thật ra sợ đến lúc đó nàng thua lại không chịu làm. Mộc Tuyết Tình không nhường chút nào. Vậy bớt nói những lời dư thừa đi, đến đây đi. Triệu Nhã lười cùng đối phương dây dưa, đi nhanh về phía đài so tài. Thiên Vũ Học Viện, khí thế tu luyện nồng đậm, loại đài so tài này không lớn, khắp nơi trong toàn bộ học viện đều có, để cho học sinh có thể luận bàn bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, tu vi tăng lên rất nhanh. Đây là thế nào? Hình như tiểu ma nữ Mộc Tuyết Tình muốn so đấu với người ta. So đấu với người ta? Ai lớn gan như vậy? Triệu Vũ sao? Hay là Lưu Trường Nham? Đều không phải, ta cũng chưa từng thấy qua. Là một nữ hài rất xinh đẹp, đẹp không thể tưởng tượng nổi. Mỹ nữ chiến đấu, vậy phải qua xem nhìn. Nhìn thấy được hai nhóm người mùi thuốc súng 10 phần, những học sinh khác đang đi dạo trong sân trường lập tức chấn động. Vô số người chen chúc đến. Mộc Tuyết Tình người xinh đẹp, tu vi lại cao, vẫn là nhân vật rất phong vân trong học viện. Hiện tại nàng muốn cùng luận võ với một nữ hài khác không thua kém nàng chút nào, thậm chí còn đẹp hơn lên mấy phần, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Còn chưa tới đài so tài, bên này đã chật kín người. Quả nhiên thật xinh đẹp. Người này, ta thế nào chưa thấy qua? Chắc là vừa tới trường học, nếu không, học sinh đẹp như vậy, khẳng định phải biết. Nhìn thấy được đám người Triệu Nhã, ánh mắt tất cả học sinh đều nhất thời sáng lên. Triệu Nhã thể chất thuần âm mở ra, toàn thân bất kể khí chất hay là dung mạo, đều xuất trần thoát tục. So với nữ hài bình thường còn có một linh khí, vừa xuất hiện nàng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Không ít nam học sinh, hai mắt đều tỏa sáng. Đáng giận, nhìn thấy được những nam sinh này đều tập trung ánh mắt ở trên người nàng, sắc mặt Mộc Tuyết Tình tái xanh, toàn thân cũng sắp phát nổ. Trước đây nàng đi tới chỗ nào, người khác đều đưa mắt tập trung qua. Hiện tại bọn họ lại tập trung ở trên người một nữ hài khác, nàng làm sao nhịn được. Ta không đánh cho nàng đầu rách máu chảy, không tìm được phương hướng, ta không phải họ Mộc nữa. Răng trắng cắn chặt, Mộc Tuyết Tình siết chặt nắm đấm. Chương 515, ước chiến 1. Triệu Nhã, nữ tử kia tuy rằng người không được tốt lắm, thực lực lại không thấp. Nàng phải cẩn thận. Đối diện với cảnh Dương cung bạt kiếm, Trịnh Dương đã đến trước mặt, hạ giọng nói. Ừ. Yên tâm. Triệu Nhã lên tiếng. Ngày hôm trước trải qua Trương lão sư chỉ điểm, lại mở ra 10 chỗ huyệt đạo, nữ hài đối diện thực lực cho dù không kém, so với nàng cũng chỉ chênh lệch không bao nhiêu. Thật sự chiến đấu, hưu chết về tay ai, còn chưa nhất định. Vù. Thân thể nàng tung lên, nhẹ nhàng rơi vào trên đài so tài. Tay ngọc vung lên, đôi mắt đen thanh tú nhìn về phía Mộc Tuyết Tình đối diện. Bắt đầu đi. Hừ. Mộc Tuyết Tình cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhảy lên đài so đấu, toàn thân chấn động. Tu vi vừa đột phá lại thể hiện ra, lực lượng lao nhanh giống như nước. Bắt đầu, hai đại mỹ nữ tranh đấu. Nhìn thấy được hai nàng không nói nhiều nói, trực tiếp nhảy lên đài so đấu, tất cả mọi người xung quanh đều trở nên yên tĩnh, rất sợ làm phiền. Ta sẽ khiến cho nàng phải nói lời xin lỗi. Một âm thanh rõ ràng vang lên, thân thể Triệu Nhã bước trên mặt đất một bước. Lao thẳng về phía trước, đồng thời tay ngọc lật một cái, gào thét kinh khí, giống như kiếm quang. Nói xin lỗi là nàng. Không nhường chút nào, Mộc Tuyết Tình cũng tiến lên đón. Ầm 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 ầm. Rất nhanh, hai người liên tiếp giao đấu, đều là ích huyệt cảnh, lực lượng trùng kích mọi nơi, phát ra từng tiếng nổ kịch liệt. Lợi hại, nữ hài này từ nơi nào xuất hiện, tuổi không lớn lắm, tự nhiên đánh cùng Mộc Tuyết Tình khó phân thắng bại. Trong đám người, một người thanh niên nhìn cuộc chiến đấu trong sân, đầy kỳ quái. Đó chính là trong thi đấu học viên, xếp hàng thứ nhất Triệu Vũ Tinh. Ta cũng không biết, hình như là ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện. Một người khác bên cạnh hắn, cũng đầy nghi ngờ nhìn về phía trên đài. Nếu như Mộc Tuyết Tình nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra. Đó chính là Lưu Trường Nham xếp hạng thứ hai trong cuộc thi đấu giữa học sinh của Thiên Vũ Học Viện. Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham. Hai vị học sinh nổi danh nhất học viện, đều đến nơi này, quan sát các nàng so tài. Ngươi nói các nàng ai có thể thắng lợi. Lại nhìn một hồi, Lưu Trường Nham cười nói. Mộc Tuyết Tình,
vài ngày không gặp, tu vi tăng không nói. Tình hình chiến đấu bó tay bó chân trước đây cũng đã biến mất. Lực chiến đấu tăng lên không ít, nữ hài đối diện nàng, sử dụng võ kỹ tuy rằng không mấy cao minh, nhưng lực lượng 10 phần. Hơn nữa trong chiêu số có hàn khí ép người, khiến người ta khó có thể chống lại. Muốn nói ai có thể thắng, ta cũng không nắm chắc được. Triệu Vũ Tinh có chút do dự, nói. Hắn mặc dù là đứng đầu trong các học sinh, năng lực quan sát kinh người. Nhưng hai nữ hài trên đài so tài, bất kể tu vi hay thực lực, đều chênh lệch không bao nhiêu. Nếu thật muốn nói ai có thể thắng lợi, ngay cả hắn, cũng nói không chính xác. Lưu Trường Nham gật đầu, lông mày nhăn lại. Nữ hài này đột nhiên xuất hiện, tu vi vững chắc như thế, vì sao võ kỹ lại kém nhiều như vậy? Sử dụng gần như đều phàm cấp trung phẩm, nếu như võ kỹ cao minh, có thể lại thắng. Đúng vậy. Triệu Vũ Tinh cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nữ hài này mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi, tu vi đạt được ích huyệt cảnh. Chỉ cần nguyện ý, là có thể tùy tiện ở trong học viện tìm được cấp bậc công pháp đạt được phàm cấp thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong. Chỉ dùng trung phẩm, khó tránh khỏi quá yếu. Nếu không phải trong cơ thể nàng có khí âm hàn vô cùng cường đại, so với Mộc Tuyết Tình không có cách nào tiến tới gần, sợ rằng đã sớm thua. Không ổn. Lúc này, đám người Trịnh Dương cũng nhìn ra chỗ có vấn đề. Thân thể Triệu Nhã thuần âm, dựa theo đạo lý, chắc hẳn là vô cùng cường đại, chiến thắng đối phương rất dễ dàng. Nhưng nàng tu luyện võ kỹ, rõ ràng chỉ ở trình độ Thiên Huyền Vương Quốc, so với đối phương vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, Triệu Nhã từ võ giả nhất trọng tập trung hơi thở cảnh đạt được ích huyệt cảnh, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 2 tháng, lực lượng nâng cao quá nhanh, thiếu thực chiến. Mộc Tuyết Tình đối diện vừa vặn ngược lại, nàng ở Thiên Vũ Học Viện hô phong hoán vũ, được gọi là tiểu ma nữ. Có thể nhìn ra được, nàng nhất định từng trải qua vô số chiến đấu. Võ kỹ yếu, thực chiến ít, nếu không phải có thể chất cường đại, chân khí trong cơ thể dâng trào giống như rồng lớn, chỉ sợ sớm đã thất bại. Đừng có gấp, Triệu Nhã tuy rằng thực chiến ít, đối phương muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Dương nói. Trước đây thể chất của Triệu Nhã ngay cả lục tầm lão sư cũng có thể áp chế. Nữ hài này cường thịnh mấy đi nữa, còn có thể mạnh hơn lục tầm sao? Yên tâm đi, chỉ cần nàng thích ứng qua, đánh bại đối phương, chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Nhã yếu thế ở kinh nghiệm thực chiến ít, dựa theo thời gian trôi qua, dần dần thích ứng với phương thức chiến đấu, đánh bại đối phương, cũng không khó. Đáng giận. Mọi người dưới đài nhìn ra điểm ấy, Mộc Tuyết Tình cũng ý thức được. Sắc mặt nàng tái xanh. Nàng tuy rằng không phải nữ sinh lợi hại nhất của Thiên Vũ Vương Quốc, nhưng cũng không khác biệt lắm. Nàng vốn tưởng rằng giáo huấn một nha đầu còn nhỏ hơn mình, dễ như trở bàn tay. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương lợi hại như vậy. Thiên Vũ Học Viện từ khi nào xuất hiện một học viên mới lợi hại như vậy? Tiếp tục kéo dài nữa, chân khí của nàng còn muốn hùng hậu hơn so với ta nhất định sẽ thua. Chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Cắn răng một cái, ánh mắt Mộc Tuyết Tình lộ ra một sự tàn nhẫn. Vừa mới bắt đầu, đối phương vẫn ở hạ phong. Dựa theo thời gian trôi qua, nàng đã có chút không kiên trì nổi. Đan dược nâng cao tu vi, lại cẩn thận nói tiếp, vẫn còn có chút không thực. Hừ nhẹ một tiếng, Mộc Tuyết Tình nhướng mày. Khí tức toàn thân đột nhiên tăng mạnh, lập tức một quyền đánh ra. Là Lạc Hoa quyền nổi danh của Mộc Đan Sư. Sắc mặt Triệu Vũ Tinh thoáng ngưng trọng. Lạc Hoa quyền. Lưu Trường Nham nhìn qua. Không sai, là một bộ võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Nghe nói là Mộc Đan Sư đạt được đột phá tông sư cảnh, tưởng niệm thê tử đã chết, sáng lập ra quyền pháp, tổng cộng 3 chiêu, uy lực vô cùng. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng tán dương không dừng. Hai mắt Triệu Vũ Tinh nhìn chằm chằm nữ hài trên đài. Không nghĩ tới Mộc Đan Sư truyền bộ quyền pháp này. Hơn nữa nàng đã luyện thành chiêu thứ nhất. Võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Cho dù ở Vương Thành cũng phải kẻ tới, nữ hài đối diện nàng sắp gặp xui xẻo. Chương 516, ước chiến 2. Vẻ mặt Lưu Trường Nham kinh ngạc, lập tức gật đầu. Võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, cho dù ở toàn bộ Thiên Vũ Vương Quốc, đều được cho là đỉnh phong. Ban đầu, võ kỹ của nữ hài đối diện đã yếu kém. Mộc Tuyết Tình lại thi triển ra cái này, đối phương khẳng định khó có thể chống lại. Quả nhiên, lời của bọn họ vừa phát ra. Cảm nhận được đối diện vào tới áp lực cuồng bạo, Triệu Nhã biến sắc. Liều mạng. Nàng cắn răng, biết tiếp tục thi triển chiêu số bình thường, tất nhiên bị thua, khẽ kêu một tiếng.
lực lượng toàn thân của Triệu Nhã dọc theo kinh mạch điên cuồng tuôn ra. Được ăn cả ngã về không? Lạc Hoa Quyền và bàn tay nàng đối diện va chạm vào nhau. Đăng 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 đăng. Sắc mặt hai người đồng thời đỏ lên, mỗi người lui về sau 7, 8 bước, máu tươi phun ra. Không phân thắng bại. Triệu Nhã, Học tỷ, đám người Trịnh Dương, Mạnh Đào từng người xông lên. Là ta coi thường nàng, ngày hôm nay không phân thắng bại, nhưng nàng có dám cùng ta 3 ngày sau lại đấu một trận hay cô? Hai cánh tay chấn động, đẩy đám người Mạnh Đào ra, Mộc Tuyết Tình lạnh lùng nhìn qua. 3 ngày thì 3 ngày, nếu như đến lúc đó nàng thua, nhất định phải xin lỗi. Hai mắt Triệu Nhã nhìn chăm chú qua. Xin lỗi, ta chỉ nói là Trương sư dạy học sinh không được tốt lắm, mắc mớ gì tới ngươi. Nói đến đây, Mộc Tuyết Tình kịp phản ứng, đột nhiên sửng sốt. Các ngươi không phải là học sinh của Trương sư chứ? Không sai, hắn là lão sư của chúng ta, nàng sỉ nhục hắn, chính là sỉ nhục chúng ta. Triệu Nhã nói. Thì ra là thế. Rốt cuộc nàng biết vì sao đối phương tức giận như thế, muốn cùng nàng quyết đấu. Mộc Tuyết Tình lắc đầu. Đối với Trương sư, ta cũng rất sùng bái. Chỉ là, ta chỉ là luận chuyện, không phải vọng ngôn. Ở trên phương diện giảng bài, ta dám cam đoan, Liễu lão sư chúng ta tuyệt đối vượt qua Trương sư các nàng. Liễu lão sư, chưa từng nghe qua. Triệu Nhã lắc đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Trương sư chúng ta tuyệt đối là giảng bài hay nhất, không người nào có thể so sánh. Nàng, Mộc Tuyết Tình cắn răng một cái. Nếu chúng ta ai cũng không phục ai, vậy dưới nắm đấm sẽ nhìn thấy được sự thật. Ngày hôm nay đánh không phân thắng bại, 3 ngày sau tái chiến. Người nào thua, người đó lại thừa nhận lão sư của mình không bằng đối phương, có dám đáp ứng hay không? Có gì không dám? Triệu Nhã gật đầu. Tốt lắm, một lời đã định, chúng ta đi. Thấy nàng đáp ứng, Mộc Tuyết Tình vung cánh tay lên, xoay người rời đi. Tuy rằng thời gian nàng tiếp xúc với Liễu lão sư ngắn, nhưng đối phương ra tay lại giải quyết được tai họa ngầm trên người nàng, cũng giúp đỡ tu vi nàng tăng lên. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích, hiện tại gặp phải học sinh của Trương sư khiêu chiến, nàng tất nhiên nên vì hắn lấy lại danh tiếng. Phải để cho người khác biết, Liễu lão sư tuy rằng không phải là danh sư, nhưng cũng không kém danh sư. Chúng ta đi. Triệu Nhã cũng cùng đám người Vương Dĩnh, xoay người rời khỏi đó. Mấy người này không ngờ là học sinh của Trương sư. Vậy là lớn chuyện. Ta nghe nói, Trương sư phá tan vô số kỷ lục Mạc Hoàng nhất thiên tài lưu lại, vinh quang leo vị trí người đứng đầu. Thảo nào nữ hài này lợi hại như vậy, hóa ra là học sinh của hắn. Mọi người dưới đài xem náo nhiệt, biết đám người Triệu Nhã không ngờ là học sinh của Trương sư, tất cả đều ổ lên. Một ít học sinh ban đầu thấy Triệu Nhã diện mạo mỹ lệ, còn muốn đánh chủ ý, hiện tại cũng không dám suy nghĩ nhiều. Muốn nói gần đây ai có danh tiếng lớn, nhất định là vị danh sư Trương Huyền này. Đánh chủ ý vào học sinh của hắn, không phải muốn chết sao? Đúng rồi, Mộc Tuyết Tình không phải là học sinh của Bạch Phương lão sư sao? Liễu lão sư là ai? Các ngươi còn không biết sao? Bạch Phương lão sư sớm đã rời khỏi trường học, vị Liễu lão sư này, nghe nói là vừa được tuyển dụng. Vừa được tuyển dụng? Đúng vậy, thời điểm tuyển dụng lão sư, ta chịu trách nhiệm tiếp đãi. Tận mắt nhìn thấy được. Vị Liễu lão sư này tuyệt đối là một nhân tài. Một vị người biết rõ tình hình nói qua một lượt về tình hình lúc sát hạch tuyển dụng giáo sư. Một câu nói chị được ghét học, đánh cho một trận, chị khuyết điểm muốn bỏ học. Người đang nói đùa chứ? Trên thế giới có người có loại bản lĩnh này sao? Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có phải đang nghe chuyện cổ tích hay không? Là thật. Người biết sự tình nói lời son sắt. Nếu như không phải sự thật, các người cũng đều biết tính cách của Mộc Tuyết Tình, làm sao có thể mới tiếp xúc một hồi với vị lão sư này, lại cam tâm tình nguyện vì hắn cùng người quyết đấu. Điều này, người vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, hình như sáng sớm ta còn thấy, tu vi người lớp bọn họ không hề cao như vậy. Thế nào nửa ngày không gặp, gần như tu vi của tất cả mọi người đều tăng lên. Thật đúng là, lẽ nào, đều là công lao của vị Liễu lão sư này. Vị Liễu lão sư này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Càng thảo luận, mọi người càng cảm thấy kỳ quái, đều tràn ngập tò mò đối với vị lão sư mới này của Mộc Tuyết Tình. Hắt xì. Rời khỏi phòng học, đi trên đường, Trương Huyền xoa xoa mũi, vẻ mặt nghi ngờ. Đây là thế nào, bị cảm sao?
Chương 517, Nghiệp đoàn Y sư 1. Đám người Mộc Tuyết Tình rời khỏi phòng học, Trương Huyền cũng liền rời đi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho Lộ Trùng nâng cao thực lực, hắn phải mua cũng đủ dược liệu để điều chế độc dược. Chờ ở trong trường học, sẽ không có khả năng có những thứ này. Loại dược liệu này, chỉ có hai nơi bán ra. Một là Dược Vương, hai là Nghiệp đoàn Y sư. Vừa đi về phía trước, hắn vừa suy nghĩ tìm hiểu. Dược Vương, thật ra chính là buôn bán cung ứng dược liệu, tích trữ rất nhiều dược liệu, mới được người xưng hô như vậy. Trước đây Hồng Liên Thành Đại Dược Vương, chính là người buôn bán dược liệu lớn nhất trong 13 vương quốc xung quanh. Thiên Vũ Vương Thành nếu có Dược Vương, đám người Bạch Thiềm cũng sẽ không cần chạy đến Hồng Liên Thành mua dược liệu. Hay là đi tới Nghiệp đoàn Y sư. Rất nhiều y sư như Bạch Thiềm chạy đến Hồng Liên Thành mua dược liệu, nói rõ Thiên Vũ Vương quốc cũng không có Dược Vương. Cho dù có, dược liệu khẳng định cũng không có đủ toàn bộ. Nếu không, không có khả năng có người mạo hiểm chạy xa như vậy mua đồ. Đã như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp đi Nghiệp đoàn Y sư. Nghiệp đoàn luyện đan sư và Nghiệp đoàn Y sư đều sử dụng dược liệu. Nhưng Nghiệp đoàn luyện đan sư chế luyện thuốc, có liên quan đến tu luyện, chứa dược liệu, thuốc bổ, linh dược chiếm đa số. Nghiệp đoàn Y sư ở thời điểm trị bệnh cứu người, độc vật cũng có thể làm thuốc. Bởi vậy, mấy thứ này, chỉ có Nghiệp đoàn Y sư mới có thể cung cấp. Rời khỏi trường tìm người hỏi thăm một chút, hắn rất nhanh biết rõ chỗ vị trí của Nghiệp đoàn Y sư. So với Thiên Vũ Học viện không tính là quá xa. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi đến trước mặt. Nghiệp đoàn Y sư so với danh sư đường, kém hơn rất nhiều. Chỉ có điều so với Nghiệp đoàn Thi Họa sư vẫn cao lớn, khí thế hơn rất nhiều. Đi vào đại sảnh, hắn lập tức nhìn thấy được không ít người đứng ở trong đó, xếp hàng chỉnh tề. Phía trước có học đồ đặc biệt ngồi khám bệnh, có chút tương tự với bệnh viện kiếp trước. Vòng qua đoàn người, hắn đi tới trước đài. Một cô nương chừng 20 tuổi tiến lên tiếp đón, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không biết vị công tử này cần tư vấn gì? Ta muốn mua một ít dược liệu. Trương Huyền nói. Mua dược liệu. Cô nương có chút do dự, rất lễ phép nhìn qua. Xin lấy ra đơn thuốc. Đơn thuốc. Hắn tới mua dược liệu, làm gì có được thứ kia? Có đơn thuốc mới có thể mua thuốc. Bởi vì thấy vẻ mặt hắn không hiểu, đôi mi thanh tú của cô nương này thoáng nhíu lại. Đan thuốc phải đi nơi nào chuẩn bị? Trương Huyền hỏi. Y sư và học đồ đều có thể kê đơn. Cô nương nhìn qua hắn giống như là nhìn quái vật. Chỉ có điều, học đồ chỉ có thể kê đơn ra một ít thuốc cấp thấp. Người muốn mua đồ tương đối chân quý, nhất định phải tìm y sư. Đơn thuốc ai kê đơn cũng không biết, lại dám chạy tới mua thuốc. Cũng may mà tính tình mình tốt, bằng không, tuyệt đối sẽ xem hắn trở thành kẻ quấy rối đuổi ra ngoài. À, ta mua dược liệu, không tính là cao cấp, chỉ là tương đối hiếm. Ta nói cho nàng nghe, nàng xem là y sư, hay học đồ kê đơn thuốc mới có thể mua được. Hắn kêu ai đầu lại liếc mắt thoáng nhìn đội ngũ xếp thành hàng dài, Trương Huyền quyết định hỏi rõ trước lại nói. Nếu chẳng may chạy đến phía sau học đồ xếp hàng mấy canh giờ, cuối cùng hắn lại không kê đơn được, lại uổng công một hồi. Được. Cô nương gật đầu. Ta muốn mua bạch chỉ hoa, xích phí hồng diệp, lang độc thảo. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền liên tiếp nói ra hơn loại dược liệu. Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy cô nương đối diện hai mắt trợn tròn, nhìn qua giống như là nhìn quái vật. Nagi lập tức, vẻ mặt nàng cảnh giác về phía lui về phía sau mấy bước, vừa gõ chiên đồng phía sau. Đội hộ vệ, có người quấy rối. Trương Huyền. Vù vù. Mấy hộ vệ mặc áo giáp đã đi tới. Nhã Nhu tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh hộ vệ là một hán tử thân hình cao lớn cường tráng, dáng người giống như tháp sắt, khiến người ta có cảm giác đè ép mãnh liệt. Lại là một cường giả thông huyền cảnh. Người này cố ý quấy rối. Nhân viên phục vụ Nhã Nhu chỉ tay. Khụ khụ. Không nghĩ tới đến đây mua dược liệu, bị xem thành quấy rối, Trương Huyền lắc đầu. Ta là lão sư Thiên Vũ Học Viện, cố ý tới mua thuốc. Nói xong, hắn lấy ra huy hiệu đại biểu thân phận lão sư. Hắn cũng không muốn mới tiến vào nghiệp đoàn đã bị người ta đuổi ra ngoài. Hóa ra là Liễu lão sư, thất kính. Liếc mắt nhìn kỹ huy hiệu, đầu lĩnh hộ vệ liền ôm quyền, nghi ngờ nhìn về phía Nhã Nhu. Đây là có chuyện gì? Thiên Vũ Học Viện được gọi là thánh địa tu luyện. Lão sư trong đó, ở Vương Thành cũng có địa vị rất cao, khiến người ta không dám khinh thường.
nếu đối phương là lão sư, tự giữ thân phận, làm sao có thể quấy rối? Hắn ngay cả đơn thuốc cũng không có, lại muốn mua những dược liệu cấm bạch chỉ hoa, xích phí hồng diệp, lang độc thảo, không phải quấy rối là cái gì? Không vừa nghĩ tới người cái gì cũng không hiểu này, là lão sư của học viện, Nhã Nhu thoáng sửng sốt một chút, nói. Mua dược liệu cấm. Nghe hiểu rõ nguyên nhân, đầu lĩnh của hộ vệ nhìn về phía Trương Huyền. Liễu lão sư, dược liệu cấm, nghiệp đoàn không dễ dàng bán ra. Nhất là loại lang độc hoa này có chứa kịch độc, cho dù có đơn thuốc, cũng không có khả năng mua được. Trừ khi, bản thân y sư đứng ra, bằng không, nghiệp đoàn không có khả năng bán ra. Có đơn thuốc cũng mua không được. Đúng, những dược liệu cấm này đều ẩn chứa kịch độc, vì đề phòng có vài người không hợp pháp dùng để làm chuyện ác, nghiệp đoàn mới cố ý đưa ra yêu cầu này. Mong thứ lỗi. Đầu lĩnh của hộ vệ ôm quyền nói. Chương 518, nghiệp đoàn y sư 2. Đối phương nếu không phải là lão sư của học viện, hắn cũng nhất định cho rằng người này tới quấy rối. Cái gì cũng không hiểu, chạy tới nghiệp đoàn mua dược liệu cấm. Lá gan lại thật lớn. A, à, Trương Huyền gật đầu. Thật ra cũng có thể hiểu được, kiếp trước một ít thuốc lợi hại, thuốc ngủ các loại cho dù có đơn thuốc của bác sĩ, cũng không thể mua được, hoặc mua quá nhiều. Đây cũng là vì đề phòng những thuốc kịch độc lưu truyền đi, gây ra phiền toái không cần thiết. Nếu Liễu lão sư biết được quy định, vẫn mong rời khỏi đây. Không nên làm khó chúng ta. Thấy hắn nghe đã hiểu, đầu lĩnh của hộ vệ nói tiếp. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy người thanh niên trước mắt, chân mày mặt nhăn thành một đống, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, phải thi y sư một chút, ai, mua một chút dược liệu cũng thật sự phiền phức. Sát hạch y sư, mua dược liệu thật sự phiền phức. Mấy tên hộ vệ và nhân viên phục vụ tên gọi Nhã Nhu nghe hắn nói như thế, thiếu chút nữa thì lập tức ngã sấp xuống, trực tiếp ngất đi. Y sư ở trong thượng cửu lưu chức nghiệp, đều có thứ hạng sát đầu, muốn sát hạch độ khó lớn tới mức nào, có thể tưởng tượng được. Người ngay cả một học đồ cũng không phải, mua dược liệu ngay cả đơn thuốc cũng không biết, lại nói khoác không biết ngược, thi dược sư. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì mua dược liệu phiền phức. Đại ca, không thể hiện như thế, sẽ chết không? Nhất là Nhã Nhu, sắc mặt tái xanh khó coi. Đã thấy những kẻ thích khoác lác, chưa thấy qua người nào khoác lác như vậy. Cho dù ngươi không biết mua thuốc cần phải có đơn thuốc, đối với rất nhiều quy định không hiểu, nhưng muốn sát hại y sư, đối với dược liệu chung quy phải hiểu. Ngay cả vài loại dược liệu bạch chỉ hoa, xích phí hồng diệp, lang độc thảo này là dược liệu cấm cũng không biết. Còn sát hại y sư, sát hại cái lông. Liễu lão sư, y sư không phải đơn giản giống như ngươi. Sắc mặt đầu lĩnh hộ vệ khó coi. Chỉ có điều, e ngại thân phận lão sư học viện của đối phương, hắn vẫn cố nén tức giận, bực bội nói. Ừ, ta biết, có thể trở thành chức nghiệp thượng cửu lưu, làm sao có thể dễ dàng. Trương Huyền gật đầu. Nghe hắn nói biết, đầu lĩnh hộ vệ còn tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt, đang muốn trả lời, lại nghe câu nói phía sau, thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa nôn ra máu. Chỉ thấy người thanh niên trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Xin hỏi, y sư sát hạch ở nơi nào? Ngay cả y sư sát hạch ở nơi nào cũng không biết. Lại muốn sát hạch y sư. Ở y sư đường bên kia. Cố nén tức giận, đầu lĩnh hộ vệ chỉ về phía trước. Theo ngón tay hắn nhìn lại, Trương Huyền quả nhiên thấy phía xa có một đại sảnh, phía trên viết ba chữ lớn, y sư đường. Được, đa tạ, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị trước một chút những dược liệu ta mới vừa nói. Một hồi nữa ta thi xong y sư, sẽ tới đây lấy. Biết chỗ, Trương Huyền quay đầu lại thông báo với nhân viên phục vụ Nhã Nhu một tiếng, nói xong trực tiếp đi về phía trước. Khoác lác, thấy người này rời khỏi, Nhã Nhu không thể tiếp tục kìm chế được, hừ ra tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Hiện tại nàng đã có thể xác định 100%, người này chính là tới quấy rối. Nếu không, ai đã từng thấy người nào cái gì không hiểu, lại tới sát hại y sư? Thật sự có chút không đáng tin cậy, y sư là chức nghiệp cao quý như vậy, làm sao có thể nói thi thì thi. Đầu lĩnh hộ vệ cũng lắc đầu. Người muốn nói, người trước đây đã học qua ngược lại cũng thôi. Ngay cả sát hạch y sư ở chỗ nào cũng không biết. Thậm chí mua thuốc cần phải có đơn thuốc cũng không biết được rõ ràng, lại muốn sát hạch. Thật sự cho rằng nghề nghiệp này dễ dàng sao? Cái này cũng không nhất định, ta nhớ nghiệp đoàn chúng ta trước đây. Lại có ví dụ người ngay cả học đồ cũng không phải, trực tiếp sát hạch y sư nhất tinh thành công.
Một tên hộ vệ mở miệng. À, ngươi nói là Mộc Hoành y sư tam tinh. Hắn không giống, nhà hắn học nguồn gốc sâu xa, tổ tông đều là y sư thế gia. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đến nghiệp đoàn sát hạch qua, nhưng có bản lĩnh thật sự, cho nên mới có thể một làn thi lại thông qua. Đầu lĩnh hộ vệ nói. Đối phương nói không sai, nghiệp đoàn quả thật có tiền lệ. Chính là Mộc Hoành y sư rất nổi danh. Lúc đó vị y sư này tuy rằng chưa bao giờ sát hạch qua, ngay cả học đồ cũng không phải, nhưng bởi vì bình thường đi theo phía sau phụ thân trị bệnh cứu người, danh tiếng đã rất lớn. Chẳng qua là một người ngông cuồng mà thôi, làm sao có thể sánh ngang với Mộc Hoành y sư. Nhã Nhu hừ lạnh. Mộc Hoành y sư, từ nhỏ học y, 13 tuổi liền bắt đầu một mình chữa bệnh cho người ta, chưa từng sát hạch, lại gần như lớn lên ở nghiệp đoàn y sư, đối với tất cả mọi thứ nơi đây đều rất quen thuộc. Mà người trước mắt này, lại cái gì cũng không biết, vẻ mặt đần độn. Dược liệu cấm cũng không biết hiểu, làm sao có thể so sánh được. Cũng khó có thể nói được, bất kể nói thế nào, vị này cũng là lão sư của Thiên Vũ Học Viện, không có khả năng ngay cả danh dự của mình cũng không quan tâm. Đầu lĩnh hộ vệ nói, cái này, Nhã Nhu câm nín, nghề nghiệp lão sư này, cẩn thận luận, tuy rằng kém hơn so với y sư, nhưng bởi vì quan hệ với danh sư, được người tôn trọng. Đường đường là lão sư chính thức của học viện, vẫn không đến mức không để ý tới thân phận, cố ý quấy rối. Có thể hắn là nhân vật có bản lĩnh thật sự. Đúng vậy, có khả năng giống như Mộc Hoành y sư, chưa bao giờ sát hạch qua. Nếu thật sự sát hạch, làm không tốt sẽ một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hai hộ vệ đối với nghề nghiệp lão sư này vẫn rất tin phục. Nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Nghe được mọi người phân tích, Nhã Nhu có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu, nàng đang muốn nói tiếp, lại thấy người thanh niên vừa rời đi đã đi tới, vẻ mặt ngượng ngùng. Xin hỏi, sát hạch y sư cần phải có những trình tự nào, cần phải xem sách nào đó không? Nhã Nhu. Các hộ vệ. Chương 519, khiêu chiến hội trưởng. 1. Vốn nhớ tới đối phương là lão sư, bản thân phải chú ý tới thân phận, có thể có chút bản lĩnh. Vừa nghe hắn nói như thế, tất cả đều hiểu. Mẹ nó, tất cả đều suy nghĩ nhiều. Ngay cả sát hạch y sư cần phải đi theo những trình tự nào cũng không biết, có thể thi cái giám. Cố nén tức giận, đầu lĩnh hộ vệ nói. Liễu lão sư, nếu ngươi ngay cả trình tự sát hạch y sư cũng không biết, ta thấy. Hay là thôi đi. Thôi. Trương Huyền lắc đầu. Ta cũng không muốn thi lắm, nhưng các ngươi mới vừa nói, không phải y sư, không có cách nào mua những dược liệu này. Được rồi, chỉ cần nói cho ta. Sát hạch y sư cần phải thi những gì là được. Cái khác không cần phải để ý đến. Mọi người vò đầu bứt phát. Chúng ta cũng không muốn quan tâm tới ngươi. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi cái gì cũng không biết, lại muốn sát hạch y sư, có phải thật sự có chút quá đáng hay không? Chỉ có điều, nếu ngươi cố ý như vậy, muốn mình mất mặt, chúng ta cũng mặc kệ. Trong lòng thầm hừ lạnh, sắc mặt đầu lĩnh hộ vệ càng không vui. Sát hạch y sư không khác mấy so với những chức nghiệp khác, cần phải sát hạch lý luận và thực tiễn. Y sư đường có người chuyên môn phụ trách, chỉ muốn đi vào, sẽ có người tới đặc biệt dẫn ngươi qua. Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh niên trước mắt đã đi xa, rất nhanh đi vào y sư đường. Hồ y sư chịu trách nhiệm sát hạch y sư đường, ghét nhất loại người cái gì cũng không biết, lại đi vào hy vọng vận may lớn. Chắc hẳn người này sắp gặp xui xẻo. Trước đó ta còn tưởng rằng, thân là lão sư của học viện, dù thế nào cũng muốn để ý tới hình tượng. Hiện tại xem ra, a suy nghĩ nhiều rồi. Ngay cả trình tự sát hạch y sư cũng không biết, làm sao có thể thông qua sát hạch. Đúng vậy, y sư thì dễ dàng như vậy, cũng không đến mức toàn bộ vương thành, chỉ có chưa tới 30 người. Thấy người này cái gì cũng không hiểu rõ, liền tiến vào y sư đường, tất cả mọi người lắc đầu. Lúc mới bắt đầu, đầu lĩnh hộ vệ vẫn cảm thấy hắn có thể sẽ không làm càn. Hiện tại thấy người này quả thực cái gì cũng không biết, liền lộ ra ý khinh thường. Đều nói lão sư của học viện ổn trọng, nhìn thấy người này mới biết được, ổn trọng cái lông. Có từng thấy qua người nào cái gì cũng không biết, lại dám đi sát hạch y sư sao? Được rồi, Nhã Nhu tiểu thư, chúng ta tiếp tục tuần tra. Tiểu thư đợi ở chỗ này. Cảm thán một hồi, đầu lĩnh hộ vệ không nghĩ nhiều nữa, liền ôm quyền, đang muốn rời đi. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân chấn động, một tiếng nổ lớn vang lên. Giống như chuông lớn vang lên, mặt đất cũng có dư chấn.
Thế nào? Ta cũng không biết, âm thanh hình như là từ Y Sư Đường truyền đến. Y Sư Đường. Thật đúng là. Nghe được âm thanh, mọi người xếp hàng xem bệnh xung quanh ổ lên một hồi. So với bệnh nhân không hiểu nguyên nhân, thân thể đầu lĩnh hộ vệ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Người này, sẽ không xông đến tường nghi nan chứ? Tường nghi nan, đó là cái gì? Nhã Nhu nghi ngờ nhìn qua. Nàng chỉ là nhân viên phục vụ trước đài, tuy rằng cũng biết một ít quy định của y sư sát hạch, đối với sát hạch thật sự, lại cũng không biết được rõ ràng. Tường nghi nan, là nơi nghiệp đoàn chuyên môn ghi lại tất cả chứng bệnh tạp chứng nghi vấn khó xử lý, bệnh chứng không có cách nào giải quyết. Nghiệp đoàn thu nhận xử lý trong trăm năm qua, khó có thể giải quyết. Vẻ mặt đầu lĩnh hộ vệ sắp khóc. Nghiệp đoàn thu nhận chứng bệnh khó có thể giải quyết trong trăm năm qua. Chứng bệnh ngay cả đám y sư tam tinh như Mộc Hoành y sư cũng không giải quyết được. Nhã Nhu sửng sốt. Nghiệp đoàn y dược sư này của bọn họ cũng là phân bộ. Thực lực y đạo mạnh nhất chính là Mộc Hoành y sư tam tinh. Nếu như đối phương nói chỗ này thật sự ghi chép tạp chứng khó có thể giải quyết nghi vấn khó xử lý, chẳng phải ngay cả Mộc Hoành y sư cũng không giải quyết được. Đúng vậy. Đầu lĩnh hộ vệ gật đầu. Không chỉ là hắn không giải quyết được, trăm năm qua, nghiệp đoàn y sư chúng ta qua các triều đại đều không giải quyết được. Chính vì vậy, mới gọi là tường nghi nan. Chỉ là một nơi ghi lại tạp chứng nghi vấn khó xử lý, xông vào thì xông vào, không cần khẩn trương như vậy. Nhã Nhu kỳ quái. Còn tưởng rằng là chuyện gì lớn, không phải xông vào nơi ghi lại tạp chứng nghi vấn khó xử lý sao? Cùng lắm thì xem không hiểu, lui ra ngoài là được. Về phần ngươi đường đường là đầu lĩnh hộ vệ, khẩn trương tới toàn thân run rẩy, nói cũng có chút run rẩy sao. Không chỉ nàng như vậy, rất nhiều hộ vệ khác cũng kỳ quái nhìn qua. Đầu lĩnh này của bọn họ luôn luôn rất ổn trọng, giống như vừa, tuy rằng tức giận người kia cuồng vọng và kiêu ngạo, hắn vẫn trầm ổn không nổi giận, kiên trì nói cho đối phương biết sát hạch y sư thế nào. Tâm tính trầm ổn như vậy, làm sao vừa biết được đối phương xông vào tường nghi nan này, lại khẩn trương thành như vậy. Các ngươi là không biết, nơi này đại biểu cho hàm nghĩa. Nhìn thấy được vẻ mặt mọi người không quá coi trọng, đầu lĩnh hộ vệ không nhịn được lắc đầu. Hàm nghĩa? Đúng, tường nghi nan, là nơi, chỉ đại hội trưởng nghiệp đoàn các triều mới có tư cách xông vào. Chỉ cần đi vào, lại đại biểu khiêu chiến với hội trưởng, muốn thừa kế vị trí hội trưởng. Môi đầu lĩnh hộ vệ trắng bệch giải thích. Khiêu chiến với hội trưởng, kế thừa vị trí hội trưởng. Tất cả mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm. Tình huống gì vậy? Thế nào xông vào một tường nghi nan, chính là khiêu chiến với hội trưởng. Tường nghi nan bảo tồn tạp chứng nghi vấn khó xử lý, vấn đề khó khăn cũng đã trải qua thời gian chồng chất, tất cả y sư của toàn bộ nghiệp đoàn cũng không có cách nào giải quyết. Thấy mọi người nghi ngờ, đầu lĩnh hộ vệ cười gượng một tiếng, nói. Muốn trở thành hội trưởng nghiệp đoàn, y thuật tất nhiên phải thắng được những người khác. Như vậy mới có khả năng nắm giữ quyền uy vô thượng. Mọi người gật đầu. Y sư giống như những chức nghiệp khác, muốn thống lĩnh những người khác, không hề có kỹ thuật cứng rắn, cấp bậc và năng lực vượt qua những người khác, làm sao có thể? Chương 520, khiêu chiến hội trưởng. 2. Y thuật thứ này, không giống như luận võ, có thể lượng hóa. Một bệnh nhân, người có thể trị hết, ta cũng có thể trị hết. Cho dù thời gian trị liệu khác nhau, cũng không có cách nào so sánh được y thuật của ai cao hơn. Dù sao, chữa trị tốt chỉ là chứng bệnh, thân thể điều dưỡng như thế nào, có để lại tai họa ngầm ẩn chứa bên trong hay không? Cũng là vấn đề, có khả năng cùng một loại bệnh, người hai ngày trị, lại chỉ là trị phần ngọn. Rất nhanh còn có thể lại bị lại, đối phương tốn một tháng, lại trị tận gốc. Mọi người lại gật đầu. Luận võ, thắng là thắng, thua chính là thua, liếc mắt có thể nhìn ra. Y đạo lại khác. Có người am hiểu bệnh chứng này, có người am hiểu cái kia. Trị liệu nhanh cũng chưa chắc đã nói lên hiệu quả tốt. Nhất là y thuật cũng ở dưới tình huống không khác biệt lắm, càng khó cân nhắc quyết định. Nếu rất khó cân nhắc quyết định, vậy làm sao có khả năng thể hiện ra y thuật hơn người, vượt qua những người khác? Đó chính là cái tường nghi nan này. Đầu lĩnh hộ vệ nói tiếp. Trên tường ghi chép tạp chứng nghi vấn khó xử lý khó có thể giải quyết của nghiệp đoàn trong các triều đại. Muốn trở thành hội trưởng y sư, mới có tư cách tiến vào trong đó. Giải quyết vấn đề khó khăn càng nhiều, nói rõ y thuật càng cao minh, cũng có thể nhận được nhiều người tin tưởng và nghe theo hơn. Nếu như một chứng bệnh vẫn không có cách nào giải quyết, chẳng khác nào đang quấy rối,
khiêu chiến quyền uy của hội trưởng, tất nhiên bị trừng phạt. Cái này, mọi người chớp mắt, giờ mới hiểu được. Khó trách hắn khẩn trương như vậy. Người này cái gì cũng đều không hiểu lại xông vào, chẳng khác nào khiêu chiến với hội trưởng, quả thực chính là đâm đầu vào chỗ chết. Mà bọn họ nói cho, người biết rõ, biết sát hạch thế nào, chuẩn bị không tốt cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nếu là tạp chứng nghi vấn khó xử lý, nghiệp đoàn không có người nào có thể giải quyết. Cho dù trả lời sai, cũng không biết. Buồn bực một lát, Nhã Nhu không nhịn được nói. Đều nói là tạp chứng nghi vấn khó xử lý, không có cách nào giải quyết, đáp sai, ai cũng không phân được rõ ràng được. Chỉ cần người này trả lời, cho dù một mạch đáp loạn, chắc hẳn cũng sẽ không có người nào biết được. Có lẽ lại có thể lừa dối qua cửa ải. Nếu quả thật đơn giản như vậy, lại dễ dàng. Thủ lĩnh hộ vệ cười gượng. Tường nghi nan là một linh khí đặc biệt, có thể cùng liên hệ cùng tổng hội. Một khi có người trả lời, sẽ có y sư tứ tinh, thậm chí ngũ tinh tự mình kiểm nghiệm. Một khi chính xác, tường sẽ phóng ra ánh sáng màu cam. Sai lầm, phóng ra ánh sáng màu đỏ. Liên hệ cùng tổng hội. Phóng ra ánh sáng. Tất cả mọi người đều ngây người. Nói như vậy, giả vờ cũng làm không được. Dựa theo tính tình của Liễu lão sư vừa rồi cái gì cũng không biết, sợ rằng mới vừa đi vào, sẽ tạo ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Vậy tiếng chuông vừa rồi là... Nhã Nhu không nhịn được nói. Tiếng chuông vừa rồi chính là kích phát tường nghi nan, chẳng khác nào nói cho mọi người của toàn bộ nghiệp đoàn y sư biết, có người muốn khiêu chiến hội trưởng. Đầu lĩnh hộ vệ nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, chỉ về phía trước. Kết thúc rồi. Thuận ngón tay của hắn nhìn lại, khóe miệng tất cả mọi người đều giật một cái. Chỉ thấy vừa nghe động tĩnh của tiếng chuông, tất cả nghiệp đoàn đều kinh động, từ đâu có tới mười mấy người tiến tới gần. Mục Hoành hội trưởng, Đỗ Nhiêu y sư tam tinh, Thành Phong y sư. Đọc lên mỗi một cái tên, chân mày Nhã Nhu lại động một cái. Những người này đại biểu cho tầng cao nhất của toàn bộ nghiệp đoàn. Nói cách khác, tiếng chuông vừa rồi đã gọi tất cả cao tầng qua. Hội trưởng tự mình qua, có người muốn khiêu chiến vị trí của hắn, có thể tưởng tượng được sắc mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, không giàu dĩ quá lâu, Mục Hoành hội trưởng lại đi đến trước mặt y sư đường, bàn tay vẫy một cái. Hội bẩm hội trưởng, vừa có người xông vào, hình như muốn khiêu chiến. Tường nghi nan, một học đồ vừa khám bệnh cho người đã đi tới. Hắn không thấy rõ, cũng vì nghe được tiếng chuông, xung quanh bàn luận mới biết. Khiêu chiến tường nghi nan. Lông mi Mộc Hoàng hội trưởng giật giật vài cái. Đây là đang khiêu chiến vị trí của hắn. Là ai? Ta, cũng không thấy rõ, chẳng qua là từ phía kia đi tới, trước đài bên kia khẳng định biết được. Học đồ có chút do dự, nói. Trước đài, gọi mấy người kia đến. Mộc Hoàng hội trưởng ngẩng đầu nhìn qua, đám người Nhã Nhu, đầu lĩnh hộ vệ không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám đi tới. Nói, chuyện gì xảy ra? Là ai xông vào? Hội trưởng không giận tự uy. Hội bẩm hội trưởng, là một lão sư họ Liễu của Thiên Vũ Học Viện xông vào. Đầu lĩnh hộ vệ nhất thời run rẩy, nói. Lão sư họ Liễu? Mục Hoành hội trưởng chớp mắt. Một lão sư xông vào làm gì? Hắn nói muốn sát hại y sư. Chúng ta lại nói với hắn, tới y sư đường thi. Chúng ta cũng không biết, hắn làm thế nào lại xông tới chỗ tường nghi nan. Môi đầu lĩnh hộ vệ run rẩy. Sát hạch y sư, mấy sao, trực tiếp xông tới tường nghi nan, chẳng lẽ là tam tinh? Không đúng. Mục Hoành hội trưởng không nhịn được nói, mày nhăn lại, cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu. Dám xông tới tường nghi nan, khiêu chiến với mình, nói rõ chí ít cũng đạt được cấp bậc tam tinh. Từ khi nào, Thiên Vũ Học Viện lại có y sư lợi hại như vậy? Tam tinh. Trước mắt đầu lĩnh hộ vệ tối sầm. Hồi bẩm hội trưởng. Hắn còn không có sát hạch đẳng cấp, không phải là y sư chính thức. Không phải y sư chính thức, lại dám khiêu chiến với ta. Trên trán Mộc Hoành hội trưởng tuôn ra vạch đen. Lẽ nào y thuật của hắn rất cao minh? Cao minh? Đầu lĩnh hộ vệ khóc. Có khả năng, hắn sẽ không hiểu y thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 520.